chương 521. Bên cạnh thiếu nữ ngây thơ là một hồng y nữ tử, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, da thịt như ngọc, dáng người thước tha, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này đôi mi thanh tú cao lại, nhất là đôi mắt to ngập nước, toát ra tí ti đau đớn, cho người một loại cảm giác ta thấy yêu tiếc. Chỉ là nàng phản phất như bị trọng thương, tuy tu vi bản thân cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà sắc mặt lại rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc, khí tức cực kỳ hỗn loạn, ngay cả đứng cũng rất gian nan, bị mấy thiếu niên nam nữ vây ở chính giữa. Giờ phút này nàng dãy dụ đứng lên, đối với thanh niên cầm đầu của Nhật Nguyệt Thần Giáo chăm chú nói. Vị sư huynh này, mọi người đều là ngũ đại tiên tông, các ngươi muốn thất sắc thiên tinh liên, chúng ta có thể cho ngươi, ngay cả bí địa đạt được thất sắc thiên tinh liên kia cũng có thể nói cho ngươi biết, chỉ hy vọng các vị sư huynh có thể thả chúng ta ly khai. Nàng biết rõ, giờ phút này tình thế kém người, bản thân mình lại bị trọng thương mấy sư đệ sư muội bên cạnh tu vi quá yếu khẳng định không phải đối thủ của những đệ tử nhật nguyệt thần giáo kia nếu không giao ra chỉ sợ hôm nay đều bỏ mạng ở đây đạo sư tỷ thất sắc thiên tinh liên này là cho ngươi dùng chữa thương a à, sao có thể cho bọn hắn thiếu nữ ngây thơ có chút sốt ruột vội vàng nói tuy nàng thoạt nhìn tuổi tác không lớn khuôn mặt cực kỳ đáng yêu nhưng mà dáng người rất nóng nảy nhất là hai tòa cao phong trước ngực giờ phút này theo nàng lo lắng phập phồng để cho một đám đệ tử nhật nguyệt thần giáo con mắt có chút mở to nhất là thanh niên cầm đầu kia càng tham lam quét qua thân hình của đào sư tỷ cùng thiếu nữ ngây thơ trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà buông tha các ngươi ha 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 muốn ta buông tha các ngươi cũng có thể chỉ cần hai người các ngươi hầu hạ ta thoải mái dù thất sắc thiên tinh liên kia cho ngươi thì như thế nào thanh niên âm hiểm cười nói chậm rãi tới gần ánh mắt càng phát ra không kiên nể gì cả. Đào sư tỷ có chút chán ghét nhìn hắn một cái, giờ phút này tâm cũng chậm rãi trầm xuống, nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Ngươi không nên quá phận. Hỏa Tông đạo sư huynh của Đan Khí Tông chúng ta cũng tới, nếu ngươi dám ra tay với chúng ta, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Hỏa Tông đạo, chính là quái thai tiên thiên ly hỏa thể kia, ha ha ha. Tinh thần tử đại nhân chúng ta cũng tới nếu bị tinh thần tử đại nhân của chúng ta gặp được phế vật hỏa tông đạo kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thanh niên chậm rãi tới gần trên người phát ra khí tức cường đại lượng lờ lấy tinh quan sáng chói lộ ra cực kỳ mênh mông mà thần bí ngươi ngươi vô sĩ thiếu nữ ngây thơ gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng trước ngực phập phòng càng thêm kịch liệt để cho mắt người nhật nguyệt thần giáo sáng hơn đều lộ ra dáng tươi cười không có hảo ý nếu ngươi dám ra tay với chúng ta ta liền hủy diệt thất sắc thiên tinh liên, cùng lắm thì cùng các ngươi đồng quy vu tận, đệ tử đang khí tông ta, tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi. Sắc mặt đào sư tỷ càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, phản phất như muốn bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng nói. Đồng quy vu tận. Chỉ bằng những phế vật các ngươi. Đợi lát nữa bắt giữ các ngươi, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi nhả ra chung quanh đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo đều xông tới, một hồi đại chiến lập tức muốn bộc phát. Đúng lúc này, một đạo kim quang sáng chói bỗng nhiên từ trong núi hoang bắn ra, như một mảnh ti chớp kim sắc, rừng rực chói mắt. Oanh! Hai đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo trốn tránh không kịp, lập tức bị điện mang quanh trúng, toàn thân cháy đen, ở trên không trung nổ thành huyết vụ. Là ai? Thanh niên kia cả kinh, gào thét một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Giáo bất quá là một đám tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, loại người này ngay cả cường giả ma đạo cũng không bằng, cũng xứng đặt song song ngũ đại tiên tông. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Khương Tư Nam xuất hiện ở trong hư không. Hắn đối với đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sớm xem không vừa mắt, giờ phút này ra tay càng không cố kỵ, vừa lên liền lấy thủ đoạn lôi đình chém giết hai người. Sắc mặt đệ tử đang khí tông vui vẻ, vốn sắp muốn tuyệt vọng, nhưng mà không nghĩ tới thậm chí có viện quân từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến chỉ là một thiếu niên anh thiên cảnh sơ kỳ, trong lòng vui sướng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Coi như bị thiếu niên kia đánh lén giết hai người, nhưng mà còn thừa lại mười đệ tử nhật nguyệt thần giáo, trong đó đại bộ phận đều là anh thiên cảnh hậu kỳ, mà thanh niên sắc mặt tái nhật kia, càng là đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Thiếu niên này bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy bất quá là chịu chết mà thôi đào sư tỷ nhìn khương tư nam có chút lo lắng nói vị sư đệ này ngươi đi mau không cần lo cho chúng ta tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh nhưng mà cường giả nhật nguyệt thần giáo quá nhiều ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn hắn khương tư nam khẽ mỉm cười với đào sư tỷ nói vị sư tỷ này tại hạ đệ tử đại la thiên tông hôm nay chứng kiến bọn tiên tông bại hoại này tự nhiên không thể để cho bọn hắn tổn thương các ngươi tin tưởng ta bọn hắn bất quá là một đám gà đất chó kiển mà thôi gà đất chó kiển thanh niên kia giận quá thành cười ánh mắt băng hàng thấu xương tràn đầy sát cơ vô tận tiểu tử đã ngươi gấp gáp chịu chết như vậy ta sẽ thành toàn ngươi bất quá ở trước khi ngươi chết ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hết ra tấn thống khổ nhất của thế gian này chết cho ta theo hắn ra lệnh một tiếng chung quanh tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều lao về phía Khương Tư Nam. Bọn hắn thi triển chính là một loại tinh thần thần thông, mượn tinh thần chi lực đạt được lực công kích cường đại cùng tốc độ cực nhanh, vô số tàn ảnh ở trong hư không lập lòe, từ các loại góc độ đánh về phía Khương Tư Nam. Oanh! Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, đứng ở trên hư không, trên người đột nhiên bay lên kim hà vô tận, hắn một quyền oanh ra, hai hắc y nhân phía trước nhất cánh tay lập tức tạc toái, sau đó cả người hóa thành huyết vụ. Âm âm. Thần lôi tung hoành hư không, rừng rực chói mắt, như thần long gào thét, thanh âm chấn thương khung, bốn năm hắc y nhân lập tức bị tử tiêu thần lôi bao phủ, rú thảm liên tục, hóa thành một mảnh cháy đen, lôi quan chấn động, liền triệt để biến thành tro bụi. Khương Tư Nam quyền quan tung hoành, quanh thân lượng lờ lấy lôi đình tử sắc, như hổ vào bầy dê, đuổi giết về phía một đám đệ tử nhật nguyệt thần giáo, một lát tầm đó thì có một nửa đệ tử thân tử đạo tiêu, triệt để biến mất ở trong thiên địa, thì cốt cũng không để lại. Cái gì? Bọn người đào sư tỷ cùng thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn đều không thể tin được, Khương Tư Nam bất quá là một anh thiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể sẽ có chiến lực cường đại như thế? Hơi hợt liền đuổi giết đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, như chém dưa thái rau, coi như là cường giả anh thiên cảnh viên mãn, cũng căn bản làm không được chỉ là trong ánh mắt bọn người đào sư tỷ kinh hỉ nảy ra, vốn còn vì Khương Tư Nam lo lắng, cho rằng hắn không biết tự lượng sức, nhưng mà không nghĩ tới trong nháy mắt liền cho bọn hắn một kinh hỉ sâu sắc. Ngược lại là người Nhật Nguyệt Thần Giáo, sắc mặt triệt để âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Các ngươi bọn phế vật này, một đám người cũng dết không được một tiểu tử, dết chết hắn cho ta. Oanh! Thanh niên kia cũng xuất thủ, trong tay hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh thần tiên ngân sắc, cây roi bốn lăng chính tiết, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà thần bí, phía trên phù văn quanh quẩn, nhắm Khương Tư Nam vung đến, phản phất như có vô số tinh thần nện xuống, thành thế to lớn vô cùng. Sư huynh Đại La Thiên Tông cẩn thận, đây là linh khí tuyệt phẩm tinh thần tiên của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hết sức lợi hại. Thiếu nữ ngây thơ kia kinh hô một tiếng, vội vàng nhắc nhở. Cái này đánh úp lại, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy áp lực nhàn nhạt, tu vi anh thiên cảnh viên mãn, tăng thêm linh khí tuyệt phẩm, thanh niên nhật nguyệt thần giáo kia đã có lực lượng để cho Khương Tư Nam hơi chút nhìn thẳng vào. Nhưng cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Dù sao chiến lực của Khương Tư Nam hôm nay thật sự là quá kinh khủng, coi như là đại năng thông thiên cảnh, chỉ sợ hắn cũng có thể chống lại một hai, thanh niên này tuy bất phạm, nhưng còn chưa đủ xem. Long Công Trong tay Khương Tư Nam, phong lôi kiếm rừng rực chói mắt, tử khí tung hoành ngàn vạn trượng, có tiếng long ngâm, Khương Tư Nam tu luyện thần tiêu chân lôi đạo, sáp nhập vào trong kiếm pháp thần thông, phong lôi kiếm vừa ra, liền có vô số tử tiêu thần lôi khủng bố nổ tung. Tinh thần tiên có thể triệu hoán tinh thần hư ảnh, nhưng mà tất cả đều ở trong lôi đình rừng rực biến thành tro bụi, hơn nữa tinh thần tiên cùng lôi đình vô tận chạm vào nhau, thanh niên nhật nguyệt thần giáo kia như bị sét đánh, bị một cổ cự lực quét ngang, trong miệng ho ra máu. Làm sao có thể? trên mặt thanh niên nhật nguyệt thần giáo kia lộ ra thần sắc khiếp sợ lôi đình kia quá cường đại để cho hắn cũng cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp rõ ràng là một đạo thần thông đỉnh cấp nhưng mà thần thông đỉnh cấp rất khó khăn tìm hiểu coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng cần hao phí rất nhiều tuế nguyệt trong anh thiên cảnh cũng chỉ có những tuyệt thế thiên tài kia mới có thể khống chế thần thông đỉnh cấp hắn lập tức hiểu khương tư nam liền thuộc về tuyệt thế thiên tài của đại la thiên tông xa xa không phải mình có thể địch nổi có lẽ chỉ có tinh thần tử đại nhân mới có thể trấn áp. Thời điểm hắn nghĩ ngợi lung tung, phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam rừng rực chói mắt, một đạo kiếm quan nghìn vạn dặm, mang theo đại thế không thể địch nổi, lập tức chặt đứt năm hắc y nhân ngăn cản ở trước mặt hắn, huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp ở trong lôi đình biến thành cho bụi. Khương Tư Nam cầm kiếm mà đứng, toàn thân quanh quẩn bảo quan sáng chói, lôi hải tung hoành gào thét, tử tiêu thần lôi phản phất như muốn diệt thế, bao phủ phương viên vạn trượng, để cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Mạnh thật. Vị sư huynh này nhất định là tuyệt thế thiên tài của Đại La Thiên Tông, trách không được anh thiên cảnh sơ kỳ liền dám độc sông thần ma cổ chiến trường. Trong ánh mắt thiếu nữ ngây thơ tràn đầy tinh tinh, vẻ mặt sùng bái cùng khiếp sợ. Đào sư tỷ cùng mấy đệ tử đang khí tông cũng chấn động, loại chiến lực nghiền ép hết thảy này, trách không được không để đám người nhật nguyệt thần giáo kia vào mắt, xem ra bọn người mình thật đúng là lo lắng vô ích hắn quá mạnh mẽ, nếu như tiếp tục lưu lại, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không được, nhất định phải ly khai. Trong nội tâm thanh niên nhật nguyệt thần giáo thầm nghĩ, nhưng mà chiến ý trên người lại càng ngày càng lớn mạnh, hắn cổ đảng pháp lực toàn thân, toàn bộ đưa vào tinh thần tiên, bộc phát ra lực lượng vô tận, trước hết đập về phía Khương Tư Nam, tinh thần tiên hư ảnh đạo đạo, như một mảnh tinh hà trút xuống. Tất cả mọi người, giết cho ta. Hắn đồng thời bạo quát. Oanh còn lại năm sáu hắc y nhân cũng vết đỏ cả mắt thiêu đốt toàn bộ pháp lực xông về phía khương tư nam long công phong lôi kiếm quét ngang rừng rực chói mắt tinh thần tiên biến thành tinh hà lập tức bị cắt mở sau đó thần lực vô tận huy sái phát ra một hồi tiếng kim thiết giao kích hỏa tinh bắn ra bốn phía niên sắc mặt thanh nhật nguyệt thần giáo trắng bệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thân hình bị quẳng ra ngoài phanh phanh phanh, phanh. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, liên tục oanh ra mấy quyền, kim quang cuồn cuộn, quyền cương vô cùng dũng mãnh, còn lại mấy hắc y nhân tất cả đều bạo vỡ ra, huyết vũ bay tán loạn. Nhưng mà lúc này, thanh niên Nhật Nguyệt thần giáo lại thừa dịp bị Khương Tư Nam đánh lui, lấy ra một viên tinh thần ngân sắc vỗ vào trên người, toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm, lập tức muốn bay về phía xa. Phá không phù. Muốn đi sao? Đứng lại cho ta. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng phong lôi kiếm ngang trời mà đến, lập tức trạm ở trong ngọn lửa, kiếm khí vô cùng sắc bén, phản phất như ngay cả hư không cũng có thể cắt liệt. a à, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tinh thần tử điện hạ sẽ báo thù cho ta. Thanh niên nhật nguyệt thần giáo phát ra tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay bị chém nát bấy, sau một khắc cả người bị hào quang bao vây, lập tức liền biến mất ở trong hư không. Dĩ nhiên là tuyệt phẩm phá không phù đệ tử nhật nguyệt thần giáo thật đúng là giàu đến chảy mở a à. khương tư nam nói nhẹ một tiếng cũng không có đuổi theo chậm rãi từ trên hư không rơi xuống đa tạ vị sư đệ này ân cứu mạng nếu không có ngươi chỉ sợ ta cùng các sư đệ sư muội toàn bộ phải chết ở trong tay người nhật nguyệt thần giáo rồi đào sư tỷ cùng một đám đệ tử đang khí tông đi tới trong ánh mắt mang theo cảm kích đào sư tỷ không cần khách khí chúng ta đều là ngũ đại tiên tông tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu huống hồ ta xem người nhật nguyệt thần giáo này cũng không vừa mắt mọi người nói chuyện với nhau khương tư nam cũng biết nữ tử xinh đẹp này gọi đào nhã tính cách hào phóng rất có phong thái hiệp nữ thiếu nữ ngây thơ gọi thủy linh nhi thoạt nhìn có chút đáng yêu trong ánh mắt nhìn khương tư nam tràn đầy vẻ sùng bái từ trong miệng bọn hắn khương tư nam biết được nguyên lai lúc này đây thần ma cổ chiến trường mở ra đưa tới oanh động lớn như vậy thập đại tông môn đỉnh cấp cơ hồ đều có môn nhân đệ tử đến mặt khác thế lực lớn của yêu tộc cũng tới rất nhiều người tất cả đều muốn ở chỗ này tìm kiếm được thượng cổ truyền thừa cùng bảo tàng thời điểm đào nhã cùng bọn người thủy linh nhi tiến vào thần ma cổ chiến trường bởi vì một sự tình cùng người đang khí tông phân tán ngộ nhập một bí địa nhưng mà chỗ bí địa kia hết sức lợi hại có cổ trận thủ hộ bọn hắn chỉ khó khăn lắm ở ngoại vi tìm được thất sắc thiên tinh liên liền không cách nào tiếp tục xâm nhập không thể không lui ra nhưng mà khi bọn hắn ly khai, thất sắc thiên tinh liên ẩn chứa tinh thần chi lực khổng lồ, bị đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện, một đường đuổi giết đến tận đây, còn chết mất hai sư đệ, chỉ còn lại năm người bọn hắn. Khoảng sổ sách này, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm người Nhật Nguyệt Thần Giáo tính toán. Đào Nhã vừa nghĩ tới hai sư đệ chết đi, vẫn rất kích động, lạnh lùng nói. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của sư đệ. Đại La Thiên Tông cùng Đan Khí Tông ta cũng coi như quen biết, tại sao ta không có nghe nói qua Đại La Thiên Tông có tuyệt thế thiên tài như sư đệ?" Đào Nhã bỗng nhiên mỉm cười, lộ ra một tia vũ mị, thoạt nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Khương Tư Nam cũng không giấu giếm, khẽ mỉm cười nói: "Tại Hà Đại La Thiên Tông Thiên đạo Phong Khương Tư Nam, chỉ là bái nhập Đại La Thiên Tông môn hạ không lâu, bởi vậy sư tỷ có khả năng chưa nghe nói qua ta." "Cái gì?" Khương Tư Nam vừa dứt lời, đào nhã, Thủy Linh Nhi còn có ba thiếu niên đang khí tông tất cả đều lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Người nói ngươi là Khương Tư Nam. Không phải nói ngươi bị huyết ma nhập vào thân sao? Vậy ngươi bây giờ là Khương Tư Nam hay huyết ma? Thiếu nữ ngây thơ liên tục đặt câu hỏi, mọi người chậm rãi lui về phía sau, thậm chí có chút ít đề phòng. Cái này các ngươi cũng biết khương tư nam xem lấy nét mặt của bọn hắn lập tức có chút dở khóc dở cười nói đào sư tỷ ta thật là khương tư nam trên người của ta có bảo vật sư tôn lưu lại huyết ma kia không thể làm khó được ta đã đào tẩu rồi hơn nữa nếu ta thật sự là huyết ma các ngươi cho rằng ta sẽ đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói nhiều như vậy sao đào nhã nghĩ nghĩ biểu lộ buông lỏng khẽ mỉm cười nói đúng vậy khương sư đệ tất nhiên không phải huyết ma Ngươi là đệ tử của thiên cơ trận vương Thiên cơ trận vương lại được xưng là đa bảo đạo nhân Lưu lại bảo vật tự nhiên có thể khắc chế huyết ma kia Xem ra là chúng ta quá lo lắng Khương sư đệ chỉ sợ còn không biết Ngươi hôm nay thanh danh là truyền khắp chân cương đại lục A Đào nhã cười Nói sự tình Khương Tư Nam bị huyết ma nhập vào thân Cùng với mọi người dũng mãnh vào thần ma cổ chiến trường một lần Thanh danh này chỉ sợ cũng là xú danh A Ta hôm nay là thành con chuột qua đường nếu bị những cường giả tinh thần trọng nghĩa bạo đập kia phát hiện, chỉ sợ sẽ lập tức hàng yêu trừ ma rồi." Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động, không nghĩ tới bên ngoài thần ma cổ chiến trường thậm chí có hơn 10 vương giả, khá tốt những vương giả này không cách nào tiến vào thần ma cổ chiến trường, bằng không mà nói chỉ sợ mình liền nguy hiểm. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nói với Đào Nhã: "Đào sư tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi mấy người không biết đan khí tông có bốn người diệp tích quân, Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên hay không? Trong lòng Khương Tư Nam có chút lo được lo mất, giờ phút này con ngươi nhìn thẳng đào nhã, hơi khẩn trương lên. Diệp sư tỷ, Đào nhã cùng Thủy Linh Nhi trăm miệng một lời nói, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ khẩn trương của Khương Tư Nam, đào nhã vẫn hồi đáp. Khương sư đệ, Diệp Tích Quân Diệp Sư Tỷ là con gái trưởng giáo chân nhân của Đan Khí Tông chúng ta, cũng là Đại Sư Tỷ của chúng ta, mà Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên như lời ngươi nói, đều là thiên tài Diệp Sư Tỷ ở một năm trước mang về, phân biệt đều bái nhập đến môn hạ của trưởng giáo chân nhân cùng các vị Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn tự nhiên đều là người Đan Khí Tông ta, hẳn là Khương Sư Đệ ngươi nhận thức bọn hắn. Quả thế, trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài một hơi, xem ra đám người mùi mùi mình quả nhiên đều ở đan khí tông khương tư nam chỉ mơ mơ hồ hồ nói trước kia nhận thức là mấy cố nhân không biết hiện tại bọn hắn trải qua như thế nào cố nhân khương sư để làm sao sẽ cùng dịp sư tỷ nhận thức khương vũ điệp khương tư nam hẳn là trong nội tâm đào nhã âm thầm suy đoán nhưng mà biểu hiện ra lại vẫn mang theo mỉm cười nói các nàng đều là thiên tài của đan khí tông ta cũng là đồ đệ bảo bối của các vị thái thượng trưởng lão tự nhiên là rất tốt bất quá lúc này đây các nàng không có đến thần ma cổ chiến trường chỉ sợ khương sư đệ là không thấy được các nàng rồi trước kia dưới sự trùng hợp nhận thức các nàng trôi qua không tệ vậy là tốt rồi nói không chừng lúc nào ta sẽ đi đăng khí tông một chuyến đến lúc đó còn muốn nhờ đào sư tỷ dẫn đường a khương tư năm cười ha ha đột nhiên nghe được tin tức của các nàng mùi mùi tâm tình cũng tốt lên rất nhiều quả nhiên quan hệ rất sâu trong nội tâm đào nhã thầm nghĩ vẫn đang có chút nghi hoặc không biết khương tư nam làm sao sẽ cùng dịp sư tỷ nhận thức phải biết dịp tích quân ở đan khí tông là tồn tại mọi người nhìn lên cao cao tại thượng phong hoa tuyệt đại là đối tượng ái mộ trong nội tâm các đệ tử nhưng mà cho tới bây giờ không có nghe nói qua nàng đối với ai có sắc mặt tốt nếu như khương sư đệ đến sư tỷ ta có thể giúp quyết sẽ không chối từ đào nhã khẽ cười nói cảm giác được khương tư nam càng thêm thần bí khương sư huynh vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị đi đâu nếu không bận không bằng theo chúng ta như thế nào chúng ta đi tìm chỗ bí địa kia khương sư huynh ngươi là đệ tử của thiên cơ trận vương những cổ trận kia đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay a à? một bên thủy linh nhi hai mắt tỏa ánh sáng có chút kích động lôi kéo cánh tay của khương tư nam nói chỉ là nàng hữu ý vô ý đặt cánh tay của khương tư nam lên trước ngực no đủ của mình loại xúc cảm kỳ dị kia lập tức để cho toàn thân Khương Tư Nam chấn động, có chút dở khóc dở cười. Linh Nhi, không được vô lễ. Đào nhã có chút sủng nịch khiển trách Thủy Linh Nhi một tiếng, nhưng mà nghe được Thủy Linh Nhi nói, trong nội tâm khẽ đồng Khương Tư Nam chẳng những chiến lực vô cùng cường hoành, hơn nữa là đệ tử của thiên cơ trận vương, tu vi trận pháp có lẽ không kém, có khi thật có thể phá vỡ được cổ trận pháp kia. Nghĩ tới đây, nàng cũng khẽ mỉm cười nói. Khương sư đệ, chúng ta tạm thời liên hệ không đến đám người sư huynh cùng sư thúc không bằng ngươi cùng chúng ta đi tìm bí địa kia như thế nào lẫn nhau tầm đó coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau khương tư năm nghĩ nghĩ đối với đào nhã nói bí địa cũng có chút tò mò hơn nữa trong này có cổ trận pháp lợi hại khẳng định cũng có phù văn mình cần chẳng đi một chuyến tốt không có vấn đề bất quá trước đó kính xin đào sư tỷ chữa thương a ta đến hộ pháp cho các ngươi chứng kiến Khương Tư Nam đáp ứng, tiểu nha đầu Thủy Linh Nhi kia lại là một hồi hoang hô hồ tung tăng như chim sẻ. Khương Tư Nam dùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ, trực tiếp bố trí một đại trận ẩn nấp, hoàn toàn che đậy thân ảnh đám đông xuống, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, coi như là thần hồn bắn phá cũng phát hiện không được. Bọn người đào nhã cùng Thủy Linh Nhi chứng kiến Khương Tư Nam lộ chiêu thức ấy, đối với hắn càng thêm tin tưởng. Trước kia đào nhã bị người Nhật Nguyệt thần giáo đánh lén, kinh mạch bị tinh thần chi lực gây thương tích, giờ phút này có Khương Tư Nam hộ pháp, nàng liền an tâm lấy ra gốc thất sắc thiên tinh liên kia. Thất sắc thiên tinh liên tản ra hào quang bảy màu, là một cây hoa sen ngân sắc, như tinh thần sáng chói, mọc ra bảy lá cây, phiến lá ống ánh, lưu động hào quang, có một loại khí tức thánh khiết cùng thần bí, hương thơm xông vào mũi. Đào nhã nhẹ nhàng tháo xuống một lá cây, để vào trong miệng, chỉ là chữa thương, không cần cả một cây linh dược tuyệt phẩm, một phiến lá là đủ rồi, cũng không lâu lắm, toàn thân nàng bắt đầu tản mát ra bảo huy nhàn nhạt, linh dược bắt đầu phát huy tác dụng, năng lượng cường đại chảy khắp toàn thân, khí tức từng điểm từng điểm tăng cường. Đào nhã một thân quần đỏ bồng bềnh, tản mát ra khí tức lạnh nhạt mà mờ ảo, trên người nàng bỗng nhiên bay lên một tầng hỏa diễm xích sắc, sau đó ở dưới tác dụng của thất sắc thiên tinh liên, phản phất như có một tia khí lưu ngân sắc từ trong cơ thể tràn ra, bị ngọn lửa cuốn lấy, liền hóa thành hư vô. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhìn ra những khí lưu ngân sắc kia, đúng là tinh thần chi lực, giờ phút này bị đào nhã bức ra bên ngoài cơ thể, khí tức trên thân nàng cũng bắt đầu trở nên cường đại lên. Hơn nữa, Khương Tư Nam phát hiện tầng hỏa diễm xích sắc kia cực kỳ huyền diệu, phản phất như để lộ ra một tia sinh cơ khổng lồ, không phải phàm hỏa, mà là một loại thiên địa linh hỏa. Luyện đan sư cường đại, đều dung hợp thiên địa linh hỏa cường đại, bất kể là luyện đan hay đối địch, đều có tác dụng rất cường đại. Thậm chí trong truyền thuyết còn có người dung hợp thiên hỏa, chỉ có điều thiên hỏa quá cường đại cùng khó được, coi như là Khương Tư Nam cũng không có nghe nói qua. Hai canh giờ sau, trên người đào nhã tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, mờ ảo mà rực rỡ tươi đẹp, hỏa diễm ống ánh, làm nổi bật cả người nàng cực kỳ thánh khiết, thương thế trên người nàng đã triệt để khôi phục, khí tức anh thiên cảnh viên mãn mênh mông trải ra, để cho mọi người chung quanh thần sắc vui vẻ đào nhã mở ra đôi mắt đẹp trong ánh mắt cũng có một tia vui thích nhìn khương tư nam khẽ cười nói khương sư đệ ta đã tốt rồi chúng ta đi chỗ mật địa kia a à? tốt khương tư nam mỉm cười thu hỗn nguyên thanh thiên kỳ vào mọi người cùng một chỗ bay về chỗ sâu trong cổ chiến trường thần ma cổ chiến trường lộ ra cực kỳ hoang vu huyết nguyệt nhô lên cao trong hư không còn lưu lại sát phạt chi khí thảm thiết đại địa bao la mờ mịt núi rừng hoang vu thoạt nhìn trụi lũi, có một loại tịch liêu, nhưng mà ngẫu nhiên thoáng hiện khe hở hư không, nhấc lên phong bạo thật nhỏ, không đâu không biểu hiện lấy ở đây cực kỳ nguy hiểm. Coi như là Khương Tư Nam cùng bọn người đào nhã cực kỳ cẩn thận, một đường thu liễm khí tức tiến lên, nhưng vẫn thiếu chút nữa bị cuốn vào một vết nứt hư không, cuối cùng dựa vào hỗn nguyên thanh thiên kỳ của Khương Tư Nam, mới thoát ra tìm đường sống, cũng đưa đến hỗn nguyên thanh thiên kỳ bị hao tổn quá nặng. Mấy canh giờ sau, mọi người đi tới trước một sơn cốc. Đây là một sơn cốc thoạt nhìn rất bình thường, chung quanh hai ngọn núi rất tương tự, chỉ cao trên trăm trượng, trụi lũi không có thảo mộc gì. Nhưng mà Khương Tư Nam vừa đứng ở trước sơn cốc, cũng cảm giác được một cổ chấn động kỳ dị, ba viên phù văn trong thần hồn của hắn vậy mà bắt đầu tản mát ra hào quang ống ánh, phản phất như bị đồ vật trong sơn cốc hấp dẫn. Mặc dù Khương Tư Nam có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức xác định, trong sơn cốc này khẳng định có tồn tại cùng loại phù văn khương sư đệ trong sơn cốc này chính là bí địa ta nói nhưng mà bên trong chúng ta không cách nào xâm nhập ta chỉ ẩn ẩn phát giác được trong sơn cốc này không chỉ có một cổ trận pháp hình như là đại trận trọng điệp bởi vậy chúng ta ở ngoài vi lấy được thất sắc thiên tinh liên liền không thể không rút lui đào nhã lên tiếng giải thích trong ánh mắt của nàng cũng có một tia chờ mong tòa sơn cốc này chỉ ở bên ngoài thì có thất sắc thiên tinh liên vậy trong sơn cốc sẽ có dạng bảo vật gì? Hôm nay thấy được tu vi cùng tạo nghệ trận pháp của Khương Tư Nam, trong nội tâm nàng cũng sinh ra một ít tin tưởng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, bắt đầu dò xét sơn cốc, cất bước về phía trước. Khương Sư Huynh, ngươi phải cẩn thận nha, sơn cốc này rất quỷ dị. Thủy Linh Nhi nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Khương Tư Nam quay đầu lại mỉm cười, khoát tay áo nói với Thủy Linh Nhi yên tâm chính các ngươi cẩn thận ta trước đi điều tra một phen oanh khương tư nam đi đến miền sơn cốc thời điểm hắn phóng ra một cước lập tức một mảnh hào quang kỳ dị lập lòe cả người hắn biến mất không thấy trong tòa sơn cốc này ẩn chứa cổ trận trọng điệp hơn nữa là sát trận sát khí trùng thiên vẫn tin đại trận trong tầng thứ nhất đối với khương sư đệ mà nói có lẽ không có vấn đề gì hy vọng hắn không muốn mạo mùi xâm nhập đào nhã có chút lo lắng thì thào lẩm bẩm Khương Tư Nam mới vừa tiến vào trong sơn cốc, thiên địa lập tức biến ảo, phản phất như đặt mình trong một mảnh trời sao, trên đỉnh đầu là vô số tinh thần sáng chói, tản mát ra hào quang hoa mỹ, nhưng mà trong loại hào quang này, Khương Tư Nam lại cảm nhận được một loại sát cơ bất thường. Âm âm. Đột nhiên, một viên tinh thần sáng chói rung lên, từ trên hư không rơi đập xuống, mang theo một loại khí tức nghiền ép hết thảy, trấn áp về phía đỉnh đầu của Khương Tư Nam. Hơn nữa ở thời điểm hắn còn không có làm ra phản ứng, khắp tinh không cũng bắt đầu rung động, sau đó vô số tinh thần rơi đập, vạn đạo tinh quang dịu thế, phản phất như muốn hủy diệt một phương thế giới, diệt sạch sinh linh, để cho Khương Tư Nam căn bản tránh không chỗ tránh. Cái này là vẫn tinh đại trận sao? Khương Tư Nam nói nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hào quang sáng chói, hắn không né tránh, một quyền quanh lên, kim quang vô tận bộc phát, như một hải dương kim sắc gào thét, sóng lớn ngập trời quyền mang cương mảnh vô tận va chạm vào những tinh thần kia, liền đồng thời tiêu tan. Khương Tư Nam cảm thụ được vẫn lạc tinh thần truyền đến cự lực ngập trời, khẽ thở dài. Loại trận pháp này, quy năng đã đạt đến linh trận cửu phẩm cực hạn, cường giả dưới thông thiên cảnh, cơ hồ đều có nguy hiểm tử vong, trách không được đào sư tỷ các nàng ngay cả trận pháp này cũng gây khó dễ. Thần hồn của hắn tràn ngập, bắt đầu cảm nhận khí tức phù văn, đó là một loại huyền ảo thần bí, mênh mông không cách nào nói, phản phất như ẩn chứa quy tắc thiên địa vô tận, trực chỉ đại đạo bản nguyên, thế cho nên để cho vẫn tin đại trận này thoạt nhìn rõ ràng như thế, như là thật sự. Phải biết rằng, dựa theo linh trận của tu chân giới hiện tại phân chia, muốn hình thành trận pháp không gian, diễn biến một phương thế giới, chỉ có linh trận vương phẩm mới có uy năng như thế. Nhưng mà vẫn tin đại trận này rõ ràng chỉ có uy lực của linh trận cửu phẩm, nhưng hết lần này tới lần khác ở dưới tác dụng của phù văn thần bí, tạo thành một mảnh tinh thần huyễn cảnh loại huyễn cảnh này thật như thế thế cho nên coi như là khương tư năm cũng bắt đầu có chút phân không rõ ràng lắm từ phương diện này đến xem phù văn trận đạo ở thời kỳ thượng cổ quả thật là trực chỉ đại đạo bản nguyên tuy không giống như linh trận chi đạo hôm nay có thể tiến hành theo chất lượng chậm rãi tìm hiểu tu luyện tham diễn cần ngưng luyện ra phù văn cực kỳ gian nan nhưng mà một khi lĩnh ngộ lại cực kỳ huyền diệu khương tư năm ở dưới trời sau tuy vô số tinh thần vẫn lạc thành thế to lớn nhưng mà hắn lại có vẻ rất thoải mái chỉ cần quanh ra quyền mang liền quanh những tinh thần kia thành một mảnh hào quang mà đại bộ phận tinh lực của hắn lại tập trung vào trên thần hồn chậm rãi cảm thụ vẫn tinh đại trận ông trong thần hồn của hắn ba đạo phụ văn bắt đầu run rẩy phát ra hào quang sương mù phản phất như có một loại chấn động kỳ dị phát ra thời điểm khương tư nam toàn lực bộc phát một quyền vẫn lạc tinh thần nổ nát viên tinh không này lập tức trực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Sau đó ở trên trời sao, một viên phụ văn ngân sắc lóe ra khí tức thần bí, chậm rãi hiển hiện ở trước mắt Khương Tư Nam. Đó là một viên phụ văn ngân sắc, thoạt nhìn như một viên tinh thần sáng chói, khi viên phụ văn này vừa xuất hiện, tinh thần Huyễn cảnh lập tức mơ hồ, rõ ràng cũng chỉ có viên phụ văn này. Thần bí, mênh mông, tràn đầy phong cách cổ, có một loại lực lượng để cho người cúng bái, cứ như vậy tràn ngập ở trong hư không tản mát ra khí tức bất hủ trong nội tâm khương tư năm lập tức vui vẻ rốt cục lại gặp một viên phù văn loại phù văn này quá hiếm chỉ có một chút trận pháp uy lực mênh mông mới có phù văn chân ý dù là chính bản thân hắn tăng thêm từ trong tay đệ tử ngũ hành thánh tông đoạt đến cũng không quá đáng là ba viên phù văn phù văn này dung hợp ở trong thần hồn của hắn tuy tạm thời nhìn không ra tác dụng gì nhưng nghe ngữ khí trịnh trọng của long hoàng còn có trọng lê trận vương kia phái đệ tử tiến đến thu thập, liền nhìn ra nhất định là độ tốt. Khương Tư Nam vội vàng thúc dục hồng mông tạo hóa kinh, trong thần hồn tràn ngập ra một tia quan mang màu vàng, sau đó thần dương sau đầu hắn tỏa sáng, phù văn ngân sắc trên hư không kia chỉ quẩy người một cái, liền chậm rãi bay về phía Khương Tư Nam. Sau khi viên phù văn kia bay tới, dung nhập đến thần hồn của hắn, tinh thần huyễn cảnh lập tức biến mất không thấy. Tiểu tử, Phiến sơn cốc này dĩ nhiên là một cổ trận trọng điệp, có rất nhiều phù văn chân ý tồn tại, tận khả năng thu thập nhiều một ít, hiện tại tuy nhìn không ra hiệu quả, nhưng mà chờ ngươi luyện ra nguyên thần, sẽ cho ngươi một kinh hỷ thật lớn. Thanh âm ung dung của Long Hoàng truyền ra. Hưu! 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 Khương Tư Nam một cước phóng ra, lại lập tức lâm vào một mảnh hải dương kiếm quan, hơn nữa không gian tràn ngập hào quang kỳ dị, phản phất như ẩn tàng hết thảy, để cho cả người hắn thấy không rõ lắm, ngay cả thần hồn cũng cảm giác không đến. Dĩ nhiên là một kiếm trận cùng một ảo trận đồng thời hiển hóa. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, trước kia gặp được vẫn tinh đại trận tuy rất cường đại, nhưng cũng chỉ là đơn trận, hôm nay song trận hiện ra, hiệu quả cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, kiếm quan lăng lệ ác liệt cùng ảo trận mê hoặc lòng người dung hợp, phát huy ra uy lực, chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh, cũng không cách nào coi như không quan trọng. Nhưng may mắn, hai trận pháp còn là linh trận cửu phẩm, nhưng mà phát huy ra uy lực cường đại lại không kém linh trận tuyệt phẩm. Tăng thêm trận pháp đằng sau càng cường đại cùng thần bí hơn, chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh tiến đến, không cẩn thận cũng sẽ lâm vào trong đó, vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mà tạo nghệ trận pháp của Khương Tư Nam vốn không kém, chiến lực bản thân cũng rất mạnh hơn nữa hồng mông tạo hóa kinh giống như đối với chân ý của những phù văn kia có một loại tác dụng rất thần kỳ bởi vậy trải qua một phen khổ chiến khương tư nam vẫn phá vỡ hai tòa cổ trận lại đạt được hai viên phù văn kế tiếp liệt hỏa mãnh liệt chân thủy mênh mông thanh mộc đâm trách thương thiên hậu thổ bao trùm thương vũ thái âm chi lực tịch diệt vạn vật thái dương chi lực phá toái hư không khương tư nam trải qua một tòa lại một tòa cổ trận phát. mặc dù hắn có chí bảo hộ thân có Hồng Mông tạo hóa kinh có thể ở trong hư ảo tìm được phù văn chân ý, nhưng mà vẫn có mấy lần trọng thương ho ra máu, thân hình cơ hồ muốn bị đánh nát, nhận được bị thương thật lớn. Dù sao cổ trận trong tòa sơn cốc này, coi như là trải qua vô số tuế nguyệt mài mòn, lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn rất khủng bố, coi như là cường giả đi vào cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Một cổ trận trọng điệp, tổng cộng có 9 tầng trận pháp không gian, khi Khương Tư Nam đem hết toàn lực phá vỡ trận pháp không gian cuối cùng, hắn cơ hồ cũng đã thành một huyết nhân, toàn thân sắp bị đánh nát, dựa vào một cổ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, mới đi tới cuối cùng. Nhưng mà, thu hoạch cũng cực lớn. Khi Khương Tư Nam chứng kiến 36 viên phù văn hoa Mỹ trong thần hồn, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng. 36 viên phù văn, chỉ sợ đây mới là bảo tàng lớn nhất trong sơn cốc này. Khương Tư Nam mỉm cười, trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm nuốt xuống, Hôm nay thương thế của hắn quá nặng, nhất định phải nhanh chữa thương, nếu không rất có thể sẽ làm bị thương bản nguyên. Thời điểm năm người đào nhã nhận được Khương Tư Nam truyền âm, bán tính bán nghi tiến vào trong sân cốc, lập tức liền sợ ngay người. Khương Sư Đệ Người đây là Đào nhã có chút lắp bắp, những vết thương khủng bố trên người Khương Tư Nam kia, coi như là nàng nhìn thấy cũng da đầu rung lên. Không cần phải nói, những cái này khẳng định đều là thời điểm bài trừ đại trận lưu lại nhất là thủy linh nhi con mắt đỏ hồng cơ hồ muốn khóc lên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng ha 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 các ngươi không cần lo lắng những cái này đều là vết thương nhỏ ta không sao toàn thân khương tư nam hào quang sáng chói lập lòe năng lượng khổng lồ của linh dược tuyệt phẩm hóa khai những vết thương trên người hắn vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp rất nhanh liền bóng loáng vô ngần miệng vết thương đều biến mất tuy bề ngoài khương tư nam thoạt nhìn cùng thường nhân không khác nhưng mà thương thế ở tạng phủ lại không có dễ dàng tốt như vậy. Tinh hoa linh dược khổng lồ chậm rãi tẩm bổ lấy tạng phủ, Khương Tư Nam cũng hít sâu một hơi, nhìn mọi người mỉm cười. Đào sư tỷ khá tốt cổ trận trong này trải qua vô số năm, quy lực giảm xuống rất nhiều, nếu không coi như là ta cũng phá không ra. Đào nhã rất nghiêm túc nói. Khương sư đệ không nên khiêm tốn, phiến cổ trận trọng điệp này ở trong cảm giác của ta ít nhất có lục trọng trở lên, chúng ta ngay cả một trọng cũng phá không ra, mà Khương Sư Đệ ngươi chỉ dùng một buổi thời gian, liền phá vỡ tất cả cổ trận, loại thiên phú trận pháp khủng bố này, trách không được có thể trở thành đệ tử của thiên cơ trận vương. Ha ha, không nói những thứ này, chúng ta mau nhìn xem trong sơn cốc này có bảo vật gì a. À? Khương Tư Nam đánh cái ha ha, bắt đầu đi về phía chỗ sâu trong sơn cốc. Trong sơn cốc phản phất như là một phương thiên địa khác, linh vụ mờ ảo, tiên quan tràn ngập, hơn nữa có hương thơm xông vào mũi, mang theo khí tức kỳ dị nào đó, để cho người ngửi một cái liền cảm giác tinh thần đại chấn, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cái này, chẳng lẽ là đồng phủ của một vị cường giả? Đào nhã cũng có chút kinh ngạc, phía trước hào quang bồng bền, xuất hiện một lầu gỗ hai tầng, phía trước là một mảng lớn linh dược viên, hương thơm là từ trong linh dược viên truyền đến. Rất có thể. Khương Tư Nam cũng sợ hãi tháng phục một tiếng, chậm rãi đi tới, chung quanh linh dược viên cũng không có trận pháp gì, chắc hẳn dùng cổ trận trong sơn cốc, cũng không cần ở linh dược viên bố trí trận pháp gì rồi. Trong linh dược viên, mùi thuốc xông vào mũi, hào quang sáng chói, một mảnh lớn như vậy vậy mà chỉ có bảy tám gốc linh dược, thoạt nhìn hào quang rực rỡ tươi đẹp, ống ánh lập lòe, tản mát ra từng mảnh quang vũ, dị tượng kinh người. Linh dược tuyệt phẩm Vậy mà tất cả đều là linh dược tuyệt phẩm. Thủy Linh Nhi cũng đi tới, vốn đang có chút thất vọng một mảnh dược viên vậy mà chỉ có bảy tám gốc linh dược nhưng mà khi nàng nhìn kỹ lập tức mắt to trừng căng tròn trong linh dược viên tám gốc linh dược phân loại bát phương hình thái khác nhau nhưng nhìn tất cả đều là hào quang sáng chói dị tượng to lớn linh quang lập lòe bất ngờ toàn bộ đều là linh dược tuyệt phẩm tám gốc linh dược tuyệt phẩm coi như là khương tư nam cũng có chút chấn kinh rồi linh dược tuyệt phẩm là linh dược đại năng thông thiên cảnh mới có thể sử dụng, ẩn chứa tinh khí khổng lồ, đã bắt đầu hiển hóa ra lực lượng thần kỳ, có thể nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, coi như là ở trong tông môn đỉnh cấp, linh dược tuyệt phẩm cũng không thông thường. Trong dược viên, thoáng cái liền xuất hiện 8 gốc linh dược tuyệt phẩm. Thần ma cổ chiến trường là hơn một vạn năm trước bị phong ấn, phiến dược viên này ít nhất cũng tồn tại hơn một vạn năm, ta nghĩ thời gian lâu như vậy, cũng chỉ có linh dược tuyệt phẩm mới có thể sinh trưởng những linh dược khác chỉ sợ sớm đã hóa thành chất dinh dưỡng bị linh dược tuyệt phẩm hấp thu ánh mắt của khương tư năm lóe lên chậm rãi nói suy đoán của mình bất kể như thế nào lúc này đây dù chúng ta chỉ có tám gốc linh dược cũng không uổng rồi khương sư đệ ta xem trong sơn cốc này bảo vật trọng yếu nhất nói không chừng liền giấu ở trên một lâu đào nhã khẽ cười nói đúng vậy nếu là đại năng lưu lại đồng phủ tuy nói đã qua hơn một vạn năm nhưng mà bảo tồn tốt có lẽ có không ít bảo vật linh nhi cô nương phiền toái ngươi trước thu lại tám gốc linh dược chúng ta đi lên nhìn một chút khương tư nam cười nói với thủy linh nhi thủy linh nhi cũng kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giờ phút này không chút khách khí chạy vào trong linh dược viên lấy ra tám hộp ngọc cẩn thận thu hồi tám gốc linh dược đã nhận được tám gốc linh dược tuyệt phẩm mọi người đối với lầu gỗ cũng càng thêm mong đợi mọi người đi theo khương tư nam cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong một lâu, vốn cho là sẽ có cấm chế thủ hộ, kết quả phát hiện cũng không có gì nguy hiểm, lúc này mới dần dần buông xuống tâm. Tầng thứ nhất thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có ba gian phòng, có một cái bàn sạch sẽ, phản phất như bị lau qua, không có rơi xuống nửa điểm cho bụi. Trung gian là một gian đại sảnh, bày biện vài chỗ ngồi, phía trên treo một bộ càng khôn sơn hà đồ, thoạt nhìn đại khí lăng nhiên, phản phất như là một mảnh sơn hà mênh mông đập vào mặt. Hai bên là hai căn phòng, bày biện một ít binh khí, chung đỉnh các loại. Đây là vạn niên thanh mộc tâm. Trời ạ, à, thật sự là phung phí của trời, vậy mà dùng vạn niên thanh mộc tâm làm cái bàn. Một thiếu niên nhìn xem vài cái bàn trong đại sảnh, lập tức tru lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Còn có cái này. Sư tỷ ngươi xem, cái bồ đoàn này, dĩ nhiên là dùng không linh thảo biên chế thành dị bảo, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, có thể làm cho người tiến vào cảnh giới vô niệm vô tưởng. Thủy Linh Nhi cũng phát hiện một cái bồ đoàn, tự như hiến vật quý chạy tới nói với Đào Nhã, tuy cái bồ đoàn này nhìn như bình thường, nhưng lại rất không tầm thường, là một kiện dị bảo, tản ra một cổ khí tức làm cho tâm thần người yên lặng. Hai thiếu niên khác phát hiện những vũ khí kia, vậy mà tất cả đều đã mất đi linh tính, biến thành một đoàn sắt vụn, vốn đều là linh khí cửu phẩm rất cường đại giờ phút này cũng không cách nào ở dưới tuế nguyệt ăn mòn mà bất hủ. Chỉ có đào nhã phát hiện một tiểu đỉnh cao ba thốn, tản ra hào quang ngâm đen, có chút bất phàm, sau khi nạn tế luyện, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu đỉnh màu đen này, dĩ nhiên là một linh khí tuyệt phẩm. Thiên vương đỉnh, đã có thể luyện đang luyện khí, lại có thể tấn công phòng ngự, diệu dụng vô cùng, có thể nói đào nhã là thu hoạch lớn nhất. Tuy nàng là đệ tử đang khí tông, nhưng mà linh khí tuyệt phẩm cũng không phải mỗi người đều có thể có được, coi như là nàng cũng chỉ có một kiện linh khí tuyệt phẩm phi kiếm mà thôi, mà tuyệt phẩm đang đỉnh, giá trị là gấp 10 lần phi kiếm. Đã có thiên vương đỉnh, luyện đan thuật của đào nhã chẳng những có thể tăng lên thật lớn, hơn nữa thực lực cũng lập tức tăng nhiều. Ở trong đó chỉ có Khương Tư Nam không có động, mà nhìn xem càng không sơn hà đồ ngẩn người, từ trên bản đồ truyền ra một cổ khí tức mênh mông bàn bạc, để cho Khương Tư Nam có chút tim đập nhanh nhưng mà hắn lại có thể xác định, càng không sơn hà đồ này không phải linh khí, là một tấm sơn thủy đồ vô cùng đơn giản, phản phất như chủ nhân nơi này tùy ý vẽ, lại cho Khương Tư Nam một loại cảm giác không bình thường. Đến cuối cùng, hắn vẫn thu càng không sơn hà đồ vào, chuẩn bị về sau mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Khương Sư Đệ, có thu hoạch gì không? Đào Nhã đi tới, đã nhận được Thiên Vương Đỉnh, tâm tình của nàng cũng trở nên rất tốt. Tuy Thiên Vương Đỉnh là linh khí tuyệt phẩm, nhưng mà cũng chỉ để cho Khương Tư Nam thoáng nhìn nhiều hai mắt, linh khí tuyệt phẩm hắn cũng không thiếu, hơn nữa mình có càng không lô càng thêm lợi hại, bởi vậy nhìn Thiên Vương Đỉnh cũng không quá để ý. Hắn khẽ mỉm cười nói, càng không sơn hà đồ này cảm giác cũng không tệ lắm, lấy về hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, giống như cùng đại trận bên ngoài có chút quan hệ, chúng ta đi lầu hai xem một chút đi. Đào nhã gật đầu cười, mọi người đi lên lầu hai. Lầu hai bố trí liền rất đơn giản, là ba gian thư phòng, chỉ là trên giá sách rỗng tuyết, một quyển sách cũng không có, chỉ có một bàn học, phía trên có một ít bút lông, trang giấy, nghiên mực, văn phòng tứ bảo. Bọn người đào nhã hơi có chút thất vọng, kỳ thật các nàng muốn lấy được nhất, vẫn là truyền thừa của chủ nhân nơi này, nhưng mà không có nghĩ đến không có cái gì. Thư phòng có khả năng lưu lại truyền thừa nhất, cũng rỗng tuyết. Khương Tư Nam đi đến trước bàn, nhìn những văn phòng tứ bảo kia, lập tức tâm niệm vừa động, phát hiện bút lông, trang giấy, nghiên mực còn có mực đen đều rất không tầm thường, tản ra linh khí yếu ớt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, bất động thanh sắc thu những vật này vào. Bọn người đào nhã cũng không thèm để ý, bọn hắn đều xem qua rồi, những giấy và bút mực kia bất quá là một ít linh khí cấp thấp, cũng không có gì bất đồng. Bọn người đào nhã vẫn còn có chút không cam lòng, cuối cùng trực tiếp dọn đi giá sách cùng bạn học trong lầu 2, những cái này đều là vạn niên thanh mộc tâm chế thành, đối với Đan khí tông mà nói là thuốc dẫn luyện đan thượng hạng, cũng là tài liệu luyện khí cực phẩm, tự nhiên không thể buông tha. Về sau, chứng kiến tận hai bị vơ vét không còn gì, Khương Tư Nam cùng mấy người đào nhã mới đi ra. Khương sư đệ, lúc này đây nhờ có ngươi phá vỡ đại trận trong sơn cốc, chúng ta mới có thể được những bảo vật này, thật sự là nhận có chút xấu hổ, ngươi xem tám gốc linh dược tuyệt phẩm kia tất cả đều cho ngươi, như thế nào? Đào Nhã khẽ cười nói, một hơi lấy ra tám gốc linh dược tuyệt phẩm, coi như là trong nội tâm Khương Tư Nam cũng tán thưởng nữ tử này có khí phách. Nhưng Khương Tư Nam lại mặt không đổi sắc, khẽ cười nói: "Này làm sao được? Nếu không có Đào sư tỷ, ta cũng tới không được đây, tám gốc linh dược tuyệt phẩm ta sao có thể một người độc chiếm? Mọi người chúng ta chia đều đi. Tuy trong sơn cốc này bảo vật rất nhiều, nhưng mà để cho Khương Tư Nam coi trọng nhất vẫn là mấy chục viên phù văn kia, có thể nói bảo tàng lớn nhất đã bị hắn thu vào trong túi, hắn tự nhiên không quan tâm những linh dược tuyệt phẩm này rồi. Khương Sư Đệ chớ chối từ, chúng ta đạt được nhiều bảo vật như vậy đã có chút xấu hổ rồi, Khương Sư Đệ không tiếp thu tám gốc linh dược tuyệt phẩm này, chẳng lẽ là không muốn nhận mấy bằng hữu chúng ta sao? Thái độ của đào nhã rất kiên quyết, thanh âm cũng cực kỳ thành khẩn, khiến Khương Tư Nam không dễ cự tuyệt tám gốc linh dược tuyệt phẩm giá trị kinh người nhưng mà còn kém thiên vương đỉnh của đào nhã ở trong một lâu nàng cảm giác khương tư nam không có thu hoạch được cái gì lấy ra tám gốc linh dược tuyệt phẩm coi như là đền bù tổn thất cho khương tư nam đào nhã là người thông minh biết rõ phải làm như thế nào mới có thể duy trì quan hệ song phương hữu hảo trong tu chân giới chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng tuy đại la thiên tông cùng đan khí tông cùng thuộc ngũ đại tiên tông nhưng mà trong ngũ đại tiên tông cũng có bài hoại sát nhân đoạt bảo như nhật nguyệt thần giáo coi như khương tư nam cứu các nàng nàng cũng biết không thể cho rằng là đương nhiên nhất định phải biểu đạt ra thành ý tuy tám gốc linh dược tuyệt phẩm để cho bọn hắn rất động tâm nhưng mà so sánh với được khương tư nam hảo cảm lại nặng hơn rất nhiều khương tư nam mỉm cười trong nội tâm tự nhiên cũng minh bạch cách nghĩ của đào nhã kỳ thật với hắn mà nói tám gốc linh dược tuyệt phẩm cũng không phải quý giá gì đặt ở trong tay đệ tử đang khí tông, giá trị mới có thể rất cao. Đào sư tỷ, ngươi xem như vậy được không? Tám gốc linh dược tuyệt phẩm ta cũng không phải rất cần, liền tặng cho các ngươi, các ngươi nếu có linh thạch tuyệt phẩm, liền cho ta một ít, với ta mà nói, khả năng linh thạch tuyệt phẩm quan trọng hơn một chút. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn nhớ tới kiếm khôi lỗi, mình đang lo không có linh thạch tuyệt phẩm thúc dục, giờ phút này như vậy đã xem như lấy lòng đang khí tông, cũng có thể được một ít linh thạch tuyệt phẩm có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Linh thạch tuyệt phẩm. Đào Nhã hơi sững sờ, cười nói. Khương Sư Đệ, tuy linh thạch tuyệt phẩm khó được, nhưng giá trị so ra kém linh dược tuyệt phẩm. Nói như vậy một cây linh dược tuyệt phẩm giá trị 100 khối linh thạch tuyệt phẩm đến 1.000 khối linh thạch tuyệt phẩm. Nói như vậy chúng ta là chiếm đại tiện nghi. Khương Tư Nam cười nói. Không có gì chiếm tiện nghi hay không, linh thạch tuyệt phẩm ta xác thực có trọng dụng, linh dược tuyệt phẩm này đối với đan khí tông các ngươi mà nói, chỉ sợ tác dụng sẽ càng lớn hơn một chút, sư tỷ liền không nên khách khí. Đã như vậy, ta liền không làm kiêu. Đào Nhã rất nghiêm túc nói, tay nàng khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một túi trữ vật, sau đó trực tiếp đổ cho Khương Tư Nam. Đây là tất cả linh thạch tuyệt phẩm của ta, trong đó linh thạch tuyệt phẩm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính đều có 500 viên, tổng cộng là 2.500 viên linh thạch tuyệt phẩm, coi như là sư tỷ ta chiếm cái tiện nghi, đổi cho ngươi năm gốc linh dược tuyệt phẩm như thế nào. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, cũng gật đầu không hề chối từ, nhận lấy túi trữ vật, liền ném tới trong hồng mông tạo hóa tháp, sau đó Thủy Linh Nhi dựa theo đào nhã phân phó, lại lấy ra ba gốc linh dược tuyệt phẩm đưa cho Khương Tư Nam. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Lúc này đây thăm dò sơn cốc, song phương đều có thể nói thu hoạch tương đối khá, nhất là Khương Tư Nam, không nói những thứ khác, chỉ là 36 viên phù văn, liền có thể nói là hắn thu hoạch lớn nhất rồi. Còn có tấm càng không sơn hà đồ, tuy không phải linh khí cường đại, nhưng mà giống như cất giấu bí mật nào đó, Khương Tư Nam đã giao cho Long Hoàng, xem có thể tìm ra bí mật che giấu trong đó hay không. Tuy trong thần ma cổ chiến trường nguy cơ trùng trùng, nhưng mà ẩn chứa bảo tàng cùng cơ duyên vô tận, càng có truyền thừa của vương giả, chí cường giả, Khương Tư Nam đã hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo dò xét một phen. Thời điểm đám người Khương Tư Nam đi ra sơn tốc, liền thấy được xa xa trên hư không bay tới một đám người. Đào Nhã cùng bọn người Thủy Linh Nhi lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Đó là Hỏa Sư huynh cùng các vị trưởng lão, không nghĩ tới ta vừa rồi ông thử đưa tin một lần, bọn hắn lại thật chạy đến. Trên mặt Đào Nhã cũng lộ ra dáng tươi cười. Oanh. Một mảnh hào quang rừng rực tràn nập ra, nhóm người kia chậm rãi rơi vào trước mặt đám người Khương Tư Nam là một đám thiếu niên thiếu nữ mặc xích sắc đạo bào, còn có mấy lão giả sắc mặt già nua, xem xét liền là đại năng thông thiên cảnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi khẽ chấn động, nghe đào nhã nói liền biết rõ các cao thủ của đan khí tông đến. Cầm đầu chính là một thanh niên 27-28 tuổi, trên mặt treo dáng tươi cười ấm áp, thoạt nhìn anh Tuấn bất phàm, khí lực như rồng, trên người lượng lờ xích hà sáng chói, hơn nữa Khương Tư Nam từ trên người hắn cảm nhận được một cổ khí tức thiên địa linh hỏa, Rõ ràng là đã dung hợp một loại linh hỏa cường đại. Hơn nữa khí tức trên thân hắn lại để cho Khương Tư Nam cảm thấy có chút tim đập nhanh, rõ ràng là đã đạt đến thông thiên cảnh. Đạo sư muội, vừa rồi chúng ta vừa vặn ở phụ cận, nhận được ngươi đưa tin tức liền chạy tới, các ngươi không có việc gì chứ? Thanh niên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia ân cần, để cho người thoạt nhìn như tắm gió xuân, lập tức sinh lòng hảo cảm. Hỏa sư huynh, ta giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát. Vị này chính là Đại La Thiên Tông Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử. Khương Tư Nam, nếu không có hắn, chúng ta đã mệnh tan ở trong tay đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo rồi." Đào Nhã nhìn Khương Tư Nam, khẽ cười nói, sau đó liền nói sự tình một lần. "Lẽ nào lại như vậy, Nhật Nguyệt thần giáo lại dám giết người đoạt bảo? Quả thực là không để đăng khí tông ta vào mắt." "Đúng vậy, hành vi như vậy cùng Ma Môn có gì khác nhau? Cái khẩu khí này không thể nuốt, nhất định phải đòi lại." chờ chúng ta trở về bẩm báo tông chủ, nhất định phải đoạn tuyệt cung cấp đan dược, linh khí cho nhật nguyệt thần giáo. Đào Nhã nói xong, hỏa sư huynh còn không nói gì, một đám đệ tử đang khí tông phía sau hắn lòng đầy căm phẫn. Trong thập đại tông môn đỉnh cấp, ngũ hành thánh tông không hề nghi ngờ là đệ nhất thiên hạ tông, mà đan khí tông tuy thực lực chưa tính mạnh nhất, nhưng mà địa vị lại vô cùng siêu nhiên. Tu chân giả, không thể ly khai linh đan cùng linh khí, mà đan khí tông liền đại biểu cho nơi sản sinh linh khí linh đan lớn nhất của chân cương đại lục hơn nữa là loại quyền uy nhất rất nhiều tông môn cường giả khác đều nịnh bợ đan khí tông vì chính là ở thời khắc mấu chốt có thể cầu được một viên linh đan một kiện linh khí cường đại bởi vậy đệ tử đan khí tông tự nhiên có một cổ ngạo khí giờ phút này nghe nói bọn người đào nhã thiếu chút nữa chết ở trong tay người nhật nguyệt thần giáo liền không thể nhìn giờ phút này hỏa sư huynh lại nhìn về phía khương tư nam trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, khẽ mỉm cười nói. Khương sư đệ, tại hạ đang khí tông chân truyền đệ tử hỏa nguyên, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi. Không nghĩ tới khương sư đệ tuổi còn nhỏ, thiên tư tuyệt thế, hơn nữa chiến lực vô cùng cường hãn, ngay cả huyết ma kia cũng không thể làm gì được ngươi, thật làm cho ta bội phục không thôi. Trong nội tâm khương tư nam hơi động một chút, hắn cảm giác được hỏa nguyên trước mắt mình không đúng lắm, giống như ẩn ẩn có một tia địch ý không hiểu. Cái này để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, trước kia mình chưa từng gặp qua hỏa nguyên, cái địch ý này là từ đâu đến. Tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam lại không thay đổi, đồng dạng khẽ mỉm cười nói. Hỏa sư huynh quá khen, ngũ đại tiên tông đồng khí liên chi, ta đã gặp được, tự nhiên không thể để cho nhật nguyệt thần giáo tổn thương đào sư tỷ các nàng, về phần huyết ma, cũng là nhờ sư tôn lưu lại bảo vật, may mắn đào thoát một mạng mà thôi hỏa nguyên thân mặc đạo bào xích sắc phía trên nhiều đóa hỏa diễm dâng lên có phù văn nhàn nhạt lập lòe lượng lờ lấy hào quang sáng chói thoạt nhìn có chút bất phàm hơn nữa hắn vốn cực kỳ cao lớn anh tuấn trên mặt cười ôn hòa để cho mấy nữ đệ tử đang khí tông cũng nhịn không được lộ ra hoa si nụ cười trên mặt hỏa nguyên càng đậm thậm chí để khương tư nam cảm thấy một cổ hư giả khương sư đệ chớ khiêm tốn thiên cơ trận vương danh tiếng uy chấn thiên hạ người có thể bái lão nhân gia làm môn hạ, nói rõ thiên tư bản thân tuyệt đối là siêu phàm thoát tục, bất quá theo ta được biết, lúc này đây thần ma cổ chiến trường mở ra đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói qua đệ tử Đại La Thiên Tông tiến đến, Khương Sư Đệ có tính toán gì không? Tuy người chiến lực bất phàm, nhưng mà trong thần ma cổ chiến trường này nguy cơ trùng trùng, không bằng cùng chúng ta hành động như thế nào? Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng con mắt sáng ngời, lên tiếng khuyên. Đúng vậy a, à, Khương Sư Đệ, ngươi liền cùng đăng khí tông chúng ta chung một chỗ hành động a à, lẫn nhau tầm đó còn có thể chiếu ứng. Khương Tư Nam càng nhìn dáng tươi cười của Hỏa Nguyên, càng cảm giác được có một cổ hư giả cùng địch ý mãnh liệt, thậm chí ở trong địch ý đã diễn sinh ra một tia sát cơ. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ vẫn lên tiếng nói. Đa tạ Hỏa Sư Huynh cùng Đào Sư Tỷ Hảo Ý, chỉ là tại hạ một người độc hành đã quen, hôm nay Đào Sư Tỷ các nàng cũng an toàn, tiểu đệ liền cáo từ, sau này chúng ta còn gặp lại tuy không biết tại sao hỏa nguyên lại đối với mình sinh ra sát cơ nhưng mà khương tư nam cảm giác được vẫn là nhanh ly khai thì tốt hơn nếu không rất có thể sẽ xuất hiện biến cố nhất là hỏa nguyên cùng mấy trưởng lão đang khí tông tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh tuy chiến lực của mình cường đại nhưng khẳng định vẫn không thể địch nổi chậm đã ngay thời điểm khương tư nam muốn đi thanh âm của hỏa nguyên truyền tới khương tư nam quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn hỏa nguyên trên mặt hỏa nguyên vẫn treo nụ cười ôn hòa về phía trước phóng ra vài bước khẽ cười nói khương sư đệ đã muốn một người đi thăm dò thần ma cổ chiến trường ngu huynh cũng không ngăn trở chỉ là hy vọng khương sư đệ có thể lưu lại đồ vật của đan khí tông ta đồ vật của đan khí tông khương tư nam sững sờ sau đó giống như cười mà không phải cười nói tiểu đệ ngu dốt không biết hỏa sư huynh nói đồ vật của đan khí tông là cái gì coi như là đào nhã Thủy Linh Nhi cùng một đám đệ tử Đan Khí Tông cũng có chút nghi hoặc nhìn Hỏa Nguyên, không biết hắn có ý gì. Hỏa Nguyên thản nhiên chậm rãi nói: "Các vị trưởng lão, các vị sư đệ, mọi người đều biết một kiện chí bảo trọng yếu nhất của Đan Khí Tông ta, Đan Khí Lệnh đã thất lạc rất nhiều năm, trải qua vô số tiền bối tông môn cố gắng, những năm này cũng mới tìm về khí lệnh, nhưng mà Đan lệnh vẫn không biết tung tích." Thời điểm Hỏa Nguyên vừa nói đến Đan Khí Lệnh, trong nội tâm Khương Tư Nam liền thầm nghĩ hư mất, có khả năng bị phát hiện rồi. Trong tay hỏa nguyên lóe lên hào quang, xuất hiện một lệnh bài phong cách cổ xưa, lượng lờ lấy xích hà sáng chói, lộ ra cực kỳ kỳ dị, đang phát ra hào quang. Đây là tiểu đan khí lệnh, mọi người đều biết, tiểu đan khí lệnh tổng cộng có ba cái, là đan khí lệnh phó lệnh, được trưởng giáo chân nhân ban cho dịp sư muội kim sư huynh còn có ta, nhưng mà tiểu đan khí lệnh có một tác dụng, là thời điểm cảm nhận được khí tức đang khí lệnh chính thức, sẽ phát ra hào quang. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng Khương Tư Nam, lộ ra một tia phong mang vô cùng lợi hại. Tiểu đang khí lệnh này ở thời điểm ta gặp được Khương Sư Đệ, bắt đầu phát sáng lên, cho nên ta có lý do hoài nghi, đang lệnh chính thức ngay ở trong tay Khương Sư Đệ. Khương Sư Đệ, ngươi cứ nói đi. Trên mặt Hỏa Nguyên vẫn treo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà ánh mắt đã bắt đầu lạnh xuống. Cái gì? Tất cả đệ tử Đan Khí Tông cùng mấy trưởng lão, trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lên tiếng kinh hô. Chỉ có đệ tử Đan Khí Tông mới biết ý nghĩa của Đan Khí lệnh, đó là ý nghĩa cùng tiêu chí để Đan Khí Tông tồn tại, cũng là chí bảo vô thượng của cả Đan Khí Tông. Từ vạn năm trước trận đại chiến kia, Đan Khí lệnh liền thất lạc, những năm gần đây Đan Khí Tông vô số cố gắng cũng mới tìm về khí lệnh, nhưng mà Đan lệnh vẫn không thấy bóng dáng. Mà Đan Khí lệnh chỉ có đăng lệnh cùng khí lệnh tương hợp mới có thể chính thức phát huy ra tác dụng, nghe nói thời điểm đăng khí lệnh tề tụ chính là thời điểm số mệnh của đăng khí tông đoàn tụ. Hôm nay đột nhiên nghe nói đăng lệnh rất có thể ở trước mắt, bọn hắn sau sẽ không kích động. Một lão giả già nua, toàn thân tản ra tử khí, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này chăm chú nói với Hỏa Nguyên. "Hỏa Nguyên, ngươi xác định đăng lệnh ở trên người tiểu tử này?" Hỏa Nguyên liếc nhìn Khương Tư Nam, gật đầu nói: ta có chính thành nắm chắc tiểu đan khí lệnh chỉ cần cảm giác được khí tức đan khí lệnh sẽ sáng lên cho nên dù trên người khương sư đệ không có đan lệnh cũng khẳng định bái kiến đan lệnh chính thức chê cười chỉ bằng bản thân ngươi nói như vậy liền cho rằng cái đan lệnh gì kia ở chỗ của ta ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm cáo từ khương tư nam cười lạnh một tiếng quay người muốn ly khai trên người hắn xác thực có đan lệnh không sai hơn nữa là từ trong đại hoang tháp lấy được nhưng cái này không có nghĩa là hiện tại khương tư nam sẽ giao đăng lệnh ra. tuy đăng lệnh này khương tư nam không biết có tác dụng gì, nhưng mà đối với đan khí tông mà nói nhất định là cực kỳ trọng yếu. khương tư nam chuẩn bị giao nó cho dịp tích quân. đối với hỏa nguyên, hắn là nửa phần hảo cảm cũng không có, cho nên hắn cũng quyết định chủ ý, kiên quyết không thừa nhận trên người mình có đăng lệnh. muốn đi. trước lưu đăng lệnh lại a. À? hỏa nguyên nhàn nhạt nói, thân hình lóe lên như một đạo hỏa quan, lập tức liền trắng ở trước mặt Khương Tư Nam, đồng thời ba trưởng lão đang khí tông cũng xông tới. Tiểu tử, chỉ cần ngươi lưu lại đan lệnh, chúng ta để ngươi ly khai. Trưởng lão toàn thân tử khí kia lạnh lùng nói, bốn người vây quanh Khương Tư Nam ở Trung ương, khí tức cổ đảng, rất có tư thế một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Ta lặp lại lần nữa, trên người của ta không có đăng lệnh các ngươi muốn tìm. Thanh âm của Khương Tư Nam cũng lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn xem bốn người, trong ánh mắt không hề có ý sợ hãi. Hỏa Nguyên nhàn nhạt nói: "Không có đăng lệnh, như vậy tiểu đăng khí lệnh sao sẽ sáng lên? Khương sư đệ, đăng lệnh đối với đăng khí tông ta cực kỳ trọng yếu, chỉ cần ngươi giao đăng lệnh ra đây, chúng ta để ngươi ly khai." Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bắt giữ hắn, sưu tìm trên người, liền biết rõ trên người hắn có đăng lệnh hay không. Thanh âm trưởng lão toàn thân tử khí kia càng lạnh như băng Trên người lóe ra ánh lửa màu đen Cực kỳ cổ quái Như băng sương rét lạnh Ta ra tay chém giết người nhật nguyệt thần giáo Cứu đạo sư tỷ các nàng Tự hỏi không có đắc tội đang khí tông các ngươi Cái này chính là các ngươi báo đáp ta Thanh âm của Khương Tư Nam rất cao Ánh mắt thanh tịnh mà lạnh nhạt Nhìn tất cả mọi người Hỏa sư huynh Ngươi sao có thể như vậy Khương sư đệ là ân nhân cứu mạng của chúng ta các ngươi làm như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Khương sư đệ đã nói không có đăng lệnh, vậy đăng lệnh khẳng định không ở trên người hắn. Đào nhã cũng có chút sốt ruột, đi tới nói với hỏa nguyên, tuy nàng cũng biết ý nghĩa của đăng lệnh đối với đăng khí tông, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Khương Tư Nam. Thủy Linh Nhi cũng có chút không dám tin, không biết vì sao trong lúc đó liền biến thành như vậy, xem ra hỏa nguyên cùng mấy vị trưởng lão muốn bất lợi với Khương Tư Nam. Hỏa sư huynh, ta cũng tin tưởng trên người Khương Sư Đệ khẳng định không có đăng lệnh, các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Trên mặt hỏa nguyên như trước mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, nói. Hai vị sư muội các ngươi cũng biết ý nghĩa của đăng lệnh đối với đăng khí tông ta, tiểu đăng khí lệnh đã cảm nhận được khí tức của đăng lệnh, ta tin tưởng Khương Sư Đệ khẳng định biết rõ đăng lệnh hạ lạc. Chỉ cần Khương Sư Đệ giao ra đăng lệnh, đăng khí tông chúng ta sẽ vô cùng cảm kích chung quanh đệ tử đan khí tông cũng đều xông tới khí tức vô cùng cường đại rừng rực chói mắt chỉ đợi hỏa nguyên ra lệnh một tiếng sẽ đánh về phía khương tư nam ha 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 đan khí tông các ngươi là đối đãi ân nhân như thế sao ta đã nói qua trên người ta không có đan lệnh hẳn là đan khí tông các ngươi còn muốn ra tay với ta sao khương tư nam lớn tiếng nói trong nội tâm khương tư nam cười lạnh có một cổ phẫn nộ bốc lên hắn đối với hỏa nguyên càng chán ghét đang lệnh càng trọng yếu khương tư năm lại càng muốn đích thân giao cho tích quân tỷ tỷ tự nhiên không thể để cho hỏa nguyên lấy đi hỏa nguyên đầu đầy tóc đen tung bay toàn thân tản ra hào quang rừng rực con mắt quan mang thanh tịnh cực kỳ anh tuấn mang theo một loại khí tức cao cao tại thượng giờ phút này thở dài một hơi nói khương sư đệ chỉ cần ngươi giao ra đang lệnh ta lập tức bồi tội nhưng nếu ngươi gian ngoan mất linh vì đăng khí tông ta cân nhắc không thể nói trước chúng ta cũng chỉ có thể bắt giữ ngươi soát người, thậm chí luyện hồn. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng có một cổ lạnh ý, xuyên vào cốt tủy. Tam đại trưởng lão ở bên cạnh, tuy thoạt nhìn rất già nua, nhưng mà khí tức nguy nga, như ba ngọn núi lớn, ép tới mọi người không thở nổi, giờ phút này con mắt lạnh như băng, một mực tập trung vào Khương Tư Nam. Ha ha ha, cái này là đan khí tông sao? Ta cuối cùng tính toán thấy được, Hành vi bực này cùng Nhật Nguyệt Thần giáo có gì khác nhau?" Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói, "Không nói đến ta không có đăng lệnh, dù ta có, ta lại dựa vào cái gì giao cho ngươi." Ngươi cũng xứng. Giờ phút này sắc mặt của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đều rất khó coi, dùng địa vị của hai người các nàng, tuy ở Đan Khí Tông coi như rất tôn quý, nhưng dù sao vẫn kém Hỏa Nguyên. Hỏa Nguyên là một trong Tam Đại chân truyền đệ tử, cũng là một trong Tam Đại thiếu trưởng giáo của Đan Khí Tông địa vị hiển hách, thiên tư tuyệt thế, càng dung hợp một loại thiên địa linh hỏa, hôm nay tam đại trưởng lão cũng đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mắt thấy sắc mặt hỏa nguyên bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, khí tức mọi người ngập trời, muốn ra tay với Khương Tư Nam, đào nhã khẽ cắn răng ngà, đứng ra nói. Hỏa sư huynh, đàn khí tông ta cùng đại la thiên tông giao hảo, ngươi hùng hổ dọa người như thế, nếu làm cho hai tông trở mặt, coi như là ngươi cũng đảm đương không nổi a. À huống chi khương sư đệ là đệ tử của thiên cơ trận vương ngươi ra tay với hắn không sợ thiên cơ trận vương tiền bối trấn áp sao vừa nghe đến thiên cơ trận vương trong ánh mắt hỏa nguyên hiện lên một tia kiên kỵ nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói đan lệnh đối với đan khí tông ta rất trọng yếu coi như là thiên cơ trận vương cũng có thể thông cảm ta huống chi tiểu tử này cũng đại biểu không được toàn bộ đại la thiên tông ta chỉ là bắt giữ hắn điều tra đan lệnh sẽ không tổn thương hắn ngươi yên tâm đi Thủy Linh Nhi cũng không cam lòng nói. Hỏa sư huynh, đang lệnh không phải đối với đan khí tông rất trọng yếu, mà là đối với ngươi rất trọng yếu a. À. Ngươi hùng hổ dọa người như vậy, không phải là muốn đạt được đan lệnh, trở thành thiếu trưởng giáo duy nhất sao? Trưởng giáo chân nhân cùng các vị trưởng lão đều nói, ai tìm được đan lệnh, sẽ được lập làm thiếu trưởng giáo, ngươi cái này rõ ràng chính là vì tư tâm quấy phá. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt hỏa nguyên lập tức âm trầm xuống, toàn thân khí tức vô cùng cùng bạo phát ra, để cho Thủy Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp, xem ra đào nhã cùng Thủy Linh Nhi xác thực rất đáng được thăm giao, giờ phút này có thể bên vực lẽ phải, trong lòng hắn cũng rất cảm kích. Thân hình hắn lóe lên, lập tức liền trắng ở trước mặt Thủy Linh Nhi, lạnh lùng nói. Như thế nào? Bị vạch trần thẹn quá hóa giận sao? Chớ đem uy phong của ngươi rơi vãi trên thân người mình, nếu như ngươi muốn động thủ vậy thì tới đi, về phần tin tức của đan lệnh, ngươi không xứng biết rõ. Giờ phút này trong nội tâm Khương Tư Nam mới hiểu được, trách không được hỏa nguyên sẽ đối với mình sinh ra địch ý thậm chí sát cơ, nguyên nhân căn bản vẫn là ở trên người đan lệnh, đan lệnh là đại biểu cho tư cách trở thành trưởng giáo chí tôn của đan khí tông, nếu mình giao cho dịp tích quân, vậy hỏa nguyên liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Càng như vậy, Khương Tư Nam càng quyết định, tuyệt đối phải giao đan lệnh cho dịp tích quân ta không xứng biết rõ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi bất quá vừa đột phá đến anh thiên cảnh, nơi nào đến tự tin dám cùng ta nói như vậy. Hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch đại năng thông thiên cảnh uy nghiêm không dung xâm phạm, tới cho ta. Sắc mặt hỏa nguyên triệt để thay đổi, thần sắc tao nhã biến mất, thậm chí có chút dữ tận, toàn thân khí tức cùng bạo phô thiên cái địa, một bàn tay xích sắc trảo về phía khương tư nam. Oanh! Thần quan mênh mông vô tận, xích quan cuồn cuộn mang theo nhiệt độ cao rừng rực, để cho núi đá chung quanh nhau nhau bạo vỡ, để cho đệ tử đang khí tông chung quanh đều biến sắc, nhau nhau lui về phía sau. Tam đại trưởng lão ngăn đào nhã cùng Thủy Linh Nhi ở phía sau, ở bọn hắn xem ra, dù chiến lực của Khương Tư Nam bất phàm, nhưng dù sao chỉ là anh thiên cảnh, làm sao có thể vượt qua đại năng thông thiên cảnh. Huống chi, hỏa nguyên là đăng khí tông chân truyền đệ tử, tuyệt thế thiên tại dung hợp thiên địa linh hỏa, ở trong đại năng thông thiên cảnh cũng tính toán là cường giả. Khương Tư Nam ở trên tay hắn ngay cả ba chiêu cũng sống không qua. Hoặc là nói, một chiêu cũng qua không được. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt bọn hắn lập tức liền thay đổi. Âm âm. Kim quang từ trên người Khương Tư Nam bộc phát ra, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, bao phủ ở trong một mảnh kim hà, không tránh không né, một quyền oanh ra. Quyền cương mênh mông, hơn nữa có tử quang vô tận tràn ngập, lôi đình gào thét rừng rực ngang trời đánh tới lập tức liền cùng bàn tay hỏa diễm kia đụng vào nhau thần tiêu chân lôi đạo thần thông đỉnh cấp triệt để bạo phát khương tư nam biết rõ đối mặt đại năng thông thiên cảnh nhất định phải toàn lực bộc phát mới có thể chống lại nhất là hỏa nguyên căn bản không phải đại năng thông thiên cảnh bình thường giờ phút này thần tiêu chân lôi đạo đã khó khăn lắm đạt đến đại thành bộc phát ra lực lượng để cho mọi người ghé mắt lôi đình rừng rực chói mắt theo một quyền thông thiên triệt địa của Khương Tư Nam, lan tràn đến cả phiến hư không, tạo thành một mảnh lôi đình hải dương, vô cùng khủng bố. Tuy bàn tay hỏa diễm cường hãn, nhưng mà cũng không quá đáng là tiện tay một kích của hỏa nguyên, sao có thể vượt qua thần thông đỉnh cấp. Âm âm. Bàn tay hỏa diễm trực tiếp ở trong biển lôi tạc toái, biến thành một mảnh quang vũ xích sắc. Mà lôi đình gào thét mênh mông, thế đi không giảm, bay thẳng đến hỏa nguyên. Lớn mật. Hỏa nguyên biến sắc, khí tức toàn thân khủng bố bộc phát ra, trong lúc nhất thời hào quang rừng rực, phù văn lóng lánh, ở trên đỉnh đầu hỏa nguyên, xuất hiện sáu mặt trời sáng chói, làm nổi bật hắn như chân tiên. Lục dương thần quang Theo hắn khẽ quát một tiếng, thiên địa lập tức biến sắc, tất cả mọi người cảm giác được sáu mặt trời trước mắt đồng thời bộc phát thần quang sáng chói, rốt cuộc nhìn không tới những vật khác, như là bị mù. Hưu 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 Thần quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, sáu mặt trời phát ra hào quang cực kỳ mênh mông, như từng đạo thần kiếm thông thiên, thần tiêu chân lôi đạo biến thành lôi hải, vậy mà ở trong nháy mắt, bị hào quang chiếu xạ, như bông tuyết hòa tan. Không tốt. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hiện lên một cảm giác uy hiếp trí mạng, cả người lập tức bị phù văn vô tận bao phủ, và thiên bí thuật phát động, kết giới kim sắc lập lòe, cả người hắn chuyển chuyển ra ngoài ngàn trượng. Âm âm. Thần tiêu chân lôi đạo biến thành lôi hải, lập tức bị những hào quang kia hòa tan sau đó sáu mặt trời đồng thời chiếu về phía vị trí trước kia của khương tư nam một hồi thiên băng địa liệt nổ mạnh truyền đến chỗ đó một ngọn núi khổng lồ ngàn trượng lập tức dung hợp thành hư vô bị lục đạo thái dương thần quang kia chiếu trực tiếp biến mất phía trên đại địa tất cả đều là bị hỏa diễm xích hà chói mắt quá kinh khủng nếu ta chậm hơn nửa khắc chỉ sợ dù có già thiên bí thuật ta không chết cũng trọng thương loại hào quang rừng rực này tuyệt đối là thần thông đỉnh cấp, hơn nữa tìm hiểu đã đến tình trạng sâu đậm. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm sợ hãi tháng phục, cái này là thực lực của đại năng thông thiên cảnh sao? So với thiên cương đồng tử và ba môn chủ tam tiên đảo còn mạnh hơn nhiều lắm. Trong ánh mắt Khương Tư Nam hiện lên chiến ý nồng đậm, loại cảm giác ở thời khắc sinh tử này chẳng những không có để cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Trước kia hắn gặp được những người kia, không phải trực tiếp bị hắn miễu sát, liền là vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không thể thỏa thích chiến một trận. Hôm nay vị đệ tử đang khí tông này, tuy vẫn mạnh hơn hắn, nhưng sẽ không để cho hắn không có chút sức phản kháng nào, vừa vặn để cho hắn kiểm nghiệm chiến lược của mình thoáng một phát, nhìn mình cách đại năng thông thiên cảnh, đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Giờ phút này sắc mặt của hỏa nguyên hơi có chút trắng bệch có thể thấy được lục dương thần quan coi như là hắn thi triển, cũng không dễ dàng, nhưng nhìn đến Khương Tư Nam vậy mà có thể sớm tránh thoát đi, trong ánh mắt của hắn cũng có một tia không dám tin. Lục Dương Thần Quang là một loại thần thông đỉnh cấp hắn tu luyện, hơn nữa bởi vì hắn dung hợp một loại thiên địa linh hỏa, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện đến viên mãn, quy lực vô cùng cường đại, coi như là đại năng thông thiên cảnh, ở trong thần quang cũng có khả năng lập tức bị miễu sát. Nhưng mà Khương Tư Nam chẳng những phát giác, còn sớm tránh né được. Tốc độ của ánh sáng nhanh như thế nào? so với tốc độ phản ứng của thần hồn còn mau hơn rất nhiều nhất là cường giả còn không có cô động nguyên thần càng không thể nào ở dưới lục dương thần quan đào thoát tánh mạng cái này điều này sao có thể chẳng lẽ tiểu tử này là đại năng thông thiên cảnh cố ý giả dạng làm anh thiên cảnh tu chân giả là muốn giả heo ăn thịt hổ sao đây chính là lục dương thần quan a ta thiếu chút nữa cho rằng tiểu tử kia sẽ bị miễu sát một đám đệ tử đang khí tông đều lộ ra thần sắc khó có thể tin nghị luận nhau nhau mà đào nhã cùng thủy linh nhi vốn rất lo lắng giờ phút này ngoài khiếp sợ lại chậm rãi yên lòng khương tư nam cười nhạt một tiếng nói cái này là lực lượng của đại năng thông thiên cảnh sao cũng không gì hơn cái này a à? sắc mặt hỏa nguyên lúng túng giờ phút này quang mang trong mắt lạnh như băng toàn thân có một loại khí tức trừng rực mà khủng bố sáu mặt trời chẳng những không có tán đi ngược lại càng tăng kinh khủng. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi gặp may mắn, nhưng mà kế tiếp chỉ sợ ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi." Hỏa Nguyên quát lạnh một tiếng. Lục Dương thần quang, Liệu Nguyên. Oanh. Một đạo chấn động kỳ dị phát ra, trên đại địa bỗng nhiên sinh ra hỏa diễm trừng rực, mãnh liệt bành trướng, như hỏa diễm chi hải, sáu mặt trời chìm nổi, phóng ra chấn động vô cùng khủng bố, để cho vài ngọn núi chung quanh bị liệt hỏa bao phủ. Vài tiếng nổ mạnh hiện lên, núi hoang triệt để biến mất ở trong biển lửa, xu thế hạo hạo đảng đảng trải ra, hỏa long cùng vũ, muốn đốt hết thảy thành tro tàn. Loại hỏa diễm dữ dằn kia, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy một cổ khí tức trí mạng, kia không phải hỏa diễm chân chính, mà là đại đạo lạc ấn diễn biến, là lục dương thần quan thần thông thi triển ra hỏa diễm. Cả vùng biển lửa, có thể xưng là đạo hỏa. Đại đạo chi hỏa, sinh sôi không ngừng thân hình khương tư nam khẽ động thả người xông lên trời kim quang phóng thích ra quanh thân kim sắc phù văn rậm rạp và thiên bí thuật ngăn cách khí tức liệt diễm hơn nữa để cho hắn và hư không hòa thành một thể cả người trở nên như có như không nhưng mà con mắt hỏa nguyên lạnh như băng sau một khắc lại quát to một tiếng lục dương thần quang phần thiên sáu mặt trời phía sau hắn rừng rực chói mắt giờ phút này lập tức xông lên hư không thậm chí che đậy huyết nguyệt hỏa diễm vô tận tịch cuốn tới che khuất bầu trời triệt để bao phủ thân hình khương tư nam thần thông thật khủng khiếp liệu nguyên cùng phần thiên sao khương tư nam thì thào tự nói ánh mắt càng phát sáng lên giờ khắc này hắn không chỗ nào tránh quanh thân càng ngập đạo hỏa có thể nói là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào quan mang màu vàng phóng thích ra quanh thân hắn quanh quẩn kim hà bảo huy sáng chói hóa thành một đạo lưu quan kim sắc ở trong vô số đạo hỏa ghé qua và thiên bí thuật bị hắn toàn lực thi triển, gia trị ở trên khuôn mặt, phong tuyệt thiên địa. Oanh! Từng sợi đạo hỏa rơi vào trên người hắn, cùng tầng kết giới kim sắc kia va chạm, sau đó lập tức nổ tung, quan vũ sáng chói. Khương Tư Nam thậm chí đã mặc chiến y của Đại La Thiên Tông lên người, nhưng mà vì ngăn cản đạo hỏa phô thiên cái địa, pháp lực toàn thân hắn lao nhanh, phát triển mạnh mẽ, kịch liệt tiêu hao. Hỏa diễm bốc lên, từng sợi đạo hỏa đại biểu cho thiên địa đại đạo, phát động ra công kích vô cùng cùng bạo, sáu mặt trời phóng thích hào quang, tuy Khương Tư Nam ra hết thủ đoạn, nhưng đến cuối cùng vẫn hao phí hơn phân nửa pháp lực, thậm chí bị đạo hỏa tổn thương, ho ra máu trọng thương. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Dương Thần Quang, Diệt Thế Thanh âm quát lạnh của đương hỏa nguyên truyền đến, Khương Tư Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được một cổ sát cơ trí mạng, phản phất như có đồ vật gì đó đang uốn nhưỡng sau một khắc muốn hoàn toàn diệt sát hắn. Oanh! Giờ khắc này thiên địa biến sắc, thương khung chấn động, sáu mặt trời ở trong nháy mắt phóng ra nhất hào quang sáng chói, sau đó trên mặt đất biển lửa liệu nguyên, mà trên bầu trời phần thiên chi hỏa lập tức dẫn dắt lẫn nhau, đang vào, hóa thành một ma bàn xích sắc. Ma bàn này khoảng chừng hơn vạn trượng, phía trên khắc đầy phù văn huyền ảo, tản ra khí tức mênh mông bao la mờ mịt, bao phủ hỏa diễm xích sắc chói mắt, âm âm chậm rãi chuyển động, phản phất như ngay cả thiên địa cũng ở dưới ma bàn hóa thành bột mình. Đây là diệt thế âm dương ma. Hỏa sư huynh vậy mà thi triển ra diệt thần âm dương ma ra rồi, Khương Tư Nam này hẳn phải chết. Diệt thế âm dương ma là sát chiêu chung cực của lục dương thần quan, nghe nói vương thiên cảnh thi triển ra, coi như là một cự sơn to lớn cũng có thể lập tức phai mờ, không nghĩ tới hỏa sư huynh vậy mà tu luyện lục dương thần quan đến viên mãn. Có người kinh hôn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đúng vậy, diệt thế âm dương ma được xưng có thế tru thiên tuyệt địa, nghe nói là thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa, vô cùng cường đại, coi như Khương Tư Nam lại thiên tài, cũng không cách nào ngăn cản. Trong ánh mắt đào nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hỏa nguyên lăng không mà đứng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà con mắt quan mang sáng chói, một chiêu này coi như là hắn thi triển ra cũng cực kỳ miễn cưỡng, trong nháy mắt cơ hội lấy hết pháp lực toàn thân hắn. Hắn vốn là muốn bắt giữ Khương Tư Nam, nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là, tiểu tử kia bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ lại nghịch thiên như vậy, liên tục ngăn chặn hai đại sát chiêu của mình, để cho hắn không thể không thi triển ra diệt thế âm dương ma. Chỉ cần giết Khương Tư Nam, tự nhiên có thể từ trên người đối phương tìm được đang lệnh. Giờ phút này Khương Tư Nam, thừa nhận áp lực mà mọi người khó có thể tưởng tượng, một ma bàn thông thiên triệt địa, chậm rãi chuyển động, lực lượng vô cùng khủng bố xé rách lấy hắn, hỏa diễm khủng bố ở quanh thân hắn bốc cháy lên, muốn triệt để hóa hắn thành tro bụi. Tốt một cái diệt thế âm dương ma. Quả nhiên không hổ là thần thông đỉnh cấp, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà muốn giết ta, ngươi còn không xứng. Khương Tư Nam trống lớn một tiếng, thần quan toàn thân bộc phát ra, phát động lục như thương long quyết, toàn bộ lực lượng đột nhiên tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Âm âm. Trong nội tâm Khương Tư Nam chiến ý sôi trào, một quyền oanh về phía diệt thế âm dương ma, kim quan vạn đạo, quyền cương mãnh liệt, phản phất như là một tòa thái cổ thần sơn trấn áp đến, đập ở trên diệt thế âm dương ma. Rầm rầm rầm. Thiên địa rúng động, mảng lớn mảng lớn mặt đất tràn nứt, chung quanh mấy ngọn núi nhỏ càng lập tức bạo toái, tự như cảnh tượng diệt thế, ngay cả hư không cũng nổi lên rung động. Một quyền này của Khương Tư Nam, vô cùng cường đại, nhưng mà diệt thế âm dương ma lại không có miền nát, chỉ đột nhiên run rẩy dữ dội, âm âm lui về phía sau mấy vạn trượng, mà Khương Tư Nam thì mượn lực phản chấn khổng lồ, cấp tốc bắn ngược ra, không để ý khóe miệng chảy xuống vết máu chút nào. Hỏa nguyên, chuyện hôm nay Khương Tư Nam ta nhớ kỹ. Tạm thời ghi nhớ mạng chó của ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tìm ngươi đòi lại. Khương Tư Nam ha ha cuồng tiếu, mạch máu trên người hắn bắt đầu văng tung tóe, huyết dịch phúng dũng cả người như một huyết nhân, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lục như thương long quyết đối với hắn hôm nay mà nói vẫn cực kỳ miễn cưỡng, tuy đột phá đến anh thiên cảnh, đã có thể ở trong trạng thái này tiếp tục mười tức, nhưng mà mười tức sau hắn liền triệt để không có lực trở tay, bởi vậy sau khi phát ra một kích lôi đình, liền chuẩn bị đi ra. Lúc này đây hắn chỉ là muốn thử một chênh lệch giữa mình cùng đại năng thông thiên cảnh, hôm nay mục đích đạt tới, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại, huống chi bên cạnh còn có ba trưởng lão đang khí tông nhìn chằm chằm. Thần tiêu chân lôi đạo gia trì lực lượng gấp trăm lần, bạo phát lại để cho Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng khủng bố, tử sắc lôi đình rừng rực chói mắt, trực tiếp hóa thành vô số lôi đình chân lông, gào thét gầm rú, phản phất như có tánh mạng, đột nhiên oanh lên trên người một vị trưởng lão đang kinh ngạc. Âm âm. Lão giả kia ngay người một lúc, cả người lập tức bị tử sắc lôi đình vô tận bao vây, Khương Tư Nam không quan tâm, trực tiếp bộc phát cực tốc về phía xa xa vọt tới lôi đình giữ dằn long ngâm hổ khiếu trưởng lão kia cực kỳ chật vật liên tục gào thét trên người cháy đen cuối cùng thi triển đại thần thông mới từ trong biển lôi thoát thân ra trong ánh mắt tràn đầy sát cơ muốn đi nào có dễ dàng như vậy đuổi theo cho ta giết chết bất luận tội nhất định phải lấy được đan lệnh sắc mặt hỏa nguyên vô cùng âm trầm dẫn đầu đuổi theo khương tư nam sau lưng tam đại trưởng lão đều lạnh như băng, tràn đầy sát cơ, một đám người để tiểu tử anh thiên cảnh đào tẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia, rút hồn luyện phách, để tiếc mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Trên người Khương Tư Nam, kinh mạch mạch máu nổ tung, cả người hắn như huyết nhân, thi triển lục như thương long quyết, tốc độ của hắn cũng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, chỉ là mấy cái hô hấp, cũng đã trốn ra phạm vi thần hồn đám người đang khí tông bao phủ. Sau đó gia thiên bí thuật phát động, hỗn nguyên thanh thiên kỳ bố trí đại trận ẩn nấp, lúc này Khương Tư Nam mới đột nhiên đổi phương hướng, biến mất ở giữa thiên địa. Sau lưng bọn người hỏa nguyên càng đổi sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng vậy mà phát hiện Khương Tư Nam hoàn toàn biến mất, vô luận là thần hồn hay mắt thường, đều nhìn không tới tung tích của Khương Tư Nam. Mấy đại năng thông thiên cảnh, cuối cùng nhất để cho Khương Tư Nam đào tẩu. Truyền lệnh tất cả đệ tử đang khí tông trong thần ma cổ chiến trường một khi phát hiện khương tư nam lập tức báo cáo ta cũng không tin hắn có thế một mực trốn tránh không ra ta tất muốn giết hắn ánh mắt hỏa nguyên lạnh như băng tràn đầy sát cơ sắc mặt có chút dữ tợn khí tức cuồng bạo phát ra để cho một đám đệ tử đang khí tông đều có chút không rét mà run mà giờ khắc này khương tư nam liên tiếp bay ra hơn vạn dặm mới chậm rãi ngừng lại cả người hắn đã biến thành một huyết nhân nhận lấy thương thế rất nặng Quy lục như thương long quyết vô cùng cường đại, nhưng mà cắn trả quá lớn, dù hắn đột phá đã đến anh thiên cảnh, thực lực đã có tăng lên rất lớn, có thể kiên trì mười tức, hơn nữa cũng sẽ không thời gian vừa qua liền té xỉu, nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải hắn quyết đoán ly khai, không nói đến trong mười tức có thể chiến thắng hỏa nguyên hay không, chính hắn cũng bị đan khí tông bắt được. Đan khí tông hỏa nguyên, khoản sổ sách này sớm muộn gì ta cũng tính toán với ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, sau đó tìm một ngọn núi hoang trực tiếp tiến vào trong lòng núi bố trí trận phát lục như thương long quyết cắn trả quá lớn hôm nay kinh mạch mạch máu toàn thân hắn đoạn hơn phân nửa tạng phủ nhận lấy trọng thương nhất là thần hồn cũng trở nên có chút ảm đạm lúc này đây không có tinh hoa của huyết ma thần hồn tẩm bổ hắn cũng không có vận khí tốt như vậy nhất định phải mau chóng chữa thương nếu không nơi đây nguy cơ trùng trùng chỉ sợ là nửa bước khó đi khương tư năm khoanh chân mà ngồi toàn thân vết máu lâm lâm, khắp nơi đều là miệng vết thương, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, sử dụng lục như thương long quyết cắn trả bộc phát, hiện tại hắn đã suy yếu đã đến cực hạn, dùng trạng thái của hắn hôm nay, tùy tiện một anh thiên cảnh cũng có thể giết hắn. Đan khí tông, hỏa nguyên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam phẫn nộ, có một loại tức giận khó bình, mình cứu đệ tử đan khí tông, không nghĩ tới đổi lấy chính là bọn họ lấy oán trả ơn hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện, khương tư nam đối với quan hệ giữa đan lệnh cùng đan khí tông đã có một hiểu rõ rất sâu. trưởng giáo chí tôn của đan khí tông hôm nay chỉ có một đứa con gái diệp tích quân, nhưng mà thiếu trưởng giáo lại được đề cử ba cái, bởi vì đan lệnh trong đan khí lệnh mất đi, cho nên đan khí tông quy định ba người này ai có thể tìm được đan lệnh sẽ lập người đó làm đan khí tông thiếu trưởng giáo. trách không được trước kia diệp tích quân sẽ đi càng nguyên vực, nguyên lai chính là vì đan lệnh. Nhưng không biết vì sao, đăng lệnh vậy mà sẽ xuất hiện ở trong đại hoang tháp, hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp càng đến trong tay Khương Tư Nam. Đăng lệnh đã bị Khương Tư Nam nhận được, hắn tự nhiên muốn giao nó cho dịp tích quân, mà không phải hỏa nguyên đối với hắn sinh ra địch ý cùng sát cơ. Chỉ là hôm nay, Khương Tư Nam coi như là triệt để đắc tội đang khí tông rồi. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, mình đắc tội người còn thật không ít, ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo tam tiên lão tổ cùng tam đại môn chủ, hiện tại lại tăng thêm đan khí tông. Bất quá trong nội tâm Khương Tư Nam không hề sợ hãi, hôm nay một mình hắn, tăng thêm Long Hoàng tương trợ, coi như là đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn rất dễ dàng. Huống chi Khương Tư Nam còn có một kiếm khôi lỗi, hôm nay từ chỗ đào nhã nhận được 2.500 viên linh thạch tuyệt phẩm, đầy đủ mở ra chiến lực thông thiên cảnh trung kỳ 2 phút rồi. Chỉ là kiếm khôi lỗi này là lá bài tẩy của hắn, hơn nữa có hạn chế rất lớn, không đến thời khắc máu chốt tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng. Bất kể như thế nào, bây giờ còn là chữa thương quan trọng hơn. Thông đạo phong ấn của thần ma cổ chiến trường là không thể đi, chỉ sợ vừa ra ngoài sẽ bị người bắt giữ, còn cần tìm đường khác. Khương Tư Nam thì thào tự nói, trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm ống ánh sáng chói, nuốt vào trong bụng. Bảo huy tràn nập, có một loại lực lượng thần tính thức tỉnh năng lượng khổng lồ của linh dược tuyệt phẩm lưu chuyển toàn thân, thương thế trên người hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thần ma cổ chiến trường, một trường phong ba mang tất cả phương viên nhìn vạn dặm. Đan khí tông thả ra tin tức, chỉ cần có thể bắt lấy Khương Tư Nam hoặc cáo tri vị trí của Khương Tư Nam, có thể đạt được một kiện bán linh khí vương phẩm cùng một loại thần thông đỉnh cấp. Tất cả mọi người lập tức sôi trào. Đan khí tông là cái gì? Là thánh địa đan đạo cùng khí đạo của cả chân cương giới, chỗ đó luyện chế ra linh đan cùng linh khí toàn bộ đều là tinh phẩm bán linh khí vương phẩm tuy không phải linh khí vương phẩm nhưng mà đối với anh thiên cảnh hoặc đại năng thông thiên cảnh mà nói lực hấp dẫn hấp dẫn nếu đạt được thực lực sẽ lật lên vài lần hơn nữa còn có một loại thần thông đỉnh cấp có lẽ thập đại tông môn đỉnh cấp không thiếu hụt thần thông đỉnh cấp nhưng mà đối với tông môn bình thường mà nói thần thông đỉnh cấp đây chính là đạo pháp có thể truyền thừa một đại tông môn giá trị không thể đo lường nhất là những tán tu không môn không phái kia một loại đại thần thông đối với bọn họ mà nói cũng rất khó được lại càng không cần phải nói là thần thông đỉnh cấp bởi vậy đăng khí tông vừa thả tin tức toàn bộ chân cương giới đều muốn bắt khương tư nam hơn nữa sau đó ngũ hành thánh tông cùng nhật nguyệt thần giáo đồng thời tuyên bố treo giải thưởng một linh khí tuyệt phẩm cùng trăm vạn linh thạch tuyệt phẩm treo giải thưởng khương tư nam hơn nữa ngũ hành thánh tông còn tận lực cường điệu Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, là công địch của cả chân cương giới. Vô luận là ai chỉ cần có thể bắt lấy Khương Tư Nam giao cho ngũ hành Thánh Tông, đều có thể bái nhập vào ngũ hành Thánh Tông. Ba đại tông môn tin tức vừa ra, toàn bộ thần ma cổ chiến trường, vô số cường giả tu chân đều điên cuồng, nhấc lên một cổ phong bạo cực lớn. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau, suy đoán vì sao Khương Tư Nam sẽ bị treo giải thưởng. Hắc hắc, Khương Tư Nam là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, ba đại tông môn vậy mà đều muốn treo giải thưởng hắn, cũng không biết hắn làm sao đắc tội ba đại tông môn này. Chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông thì như thế nào? Tam đại tông môn đỉnh cấp kia từng cái đều không kém Đại La Thiên Tông, Ngũ Hành Thánh Tông là đệ nhất thiên hạ tông, Đan Khí Tông là đệ nhất thiên hạ luyện đan luyện khí, Khương Tư Nam đắc tội bọn hắn, khẳng định chết chắc rồi. Đúng vậy, Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân. Hắn chính là địch nhân của nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta. Lúc này đây coi như là đại la thiên tông cũng bảo vệ hắn không được. Nếu ta có thể bắt lấy khương tư nam thì tốt rồi. Đây chính là một tài nguyên khổng lồ a. À. Chập chật linh khí tuyệt phẩm, trăm vạn linh thạch tuyệt phẩm, còn có thần thông đỉnh cấp. Cái này so với đại tông môn bình thường còn muốn giàu có a. À? Người chớ nằm mộng ban ngày. Khương tư nam đã bị huyết ma nhập vào thân, thực lực bản thân nhất định là vô cùng cường đại chỉ sợ đại năng thông thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở trong thần ma cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên A. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong khoảng thời gian ngắn địa phương Khương Tư Nam xuất hiện đều bị mọi người cậy một lần, vô số cường giả chen chút tới, thậm chí muốn kiếm một chén canh. Vài ngày sau, ba tráng hán khôi ngô lái yêu phong rơi vào một núi hoang. Lão đại, ngươi xác định đã tìm được khí tức của Khương Tư Nam kia một tráng hán thoạt nhìn xấu xí, thân mặt da thú, con mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Tráng hán cầm đầu cười nói. Yên tâm đi, ta là hậu đại của cửu đầu hạo thiên khuyển, có được huyết mạch của cửu đầu hạo thiên khuyển, cái mũi của ta linh nhất rồi, căn cứ đang khí tông cung cấp tin tức, ta tới chỗ chiến trường Khương Tư Nam lưu lại khí tức, một mực truy đến nơi này, tuy hắn núp rất kỹ, nhưng ta nghĩ có lẽ ở phụ cận nơi này. Bên cạnh một thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh Tuấn, khí chất âm nhu giờ phút này trong ánh mắt có chút sợ hãi nhỏ giọng nói lão đại khương tư nam kia nghe nói đã bị huyết ma nhập vào thân vô cùng cường đại ba người chúng ta khẳng định không phải đối thủ a à, nếu không chúng ta tìm một ít giúp đỡ đến ba lão đại một cái tát vỗ vào trên đầu hắn trừng mắt liếc hắn một cái nói nhìn ngươi chút tiền đồ này có cái gì phải sợ tuy ba huynh đệ chúng ta còn không có đạt tới thông thiên cảnh nhưng mà ba huynh để chúng ta là mạc bắc tam hùng chỉ cần liên thủ đại năng thông thiên cảnh cũng có thể chiến một trận khương tư nam kia bất quá là anh thiên cảnh coi như là bị huyết ma nhập vào thân hôm nay thực lực khẳng định cũng không được chúng ta chỉ là đến dò xét tin tức của hắn một khi tìm được tung tích của hắn chúng ta có thể đi tìm ba đại tông môn lĩnh thưởng a lão tam cũng cười nói lão đại nói rất đúng nhiều người sẽ phân đi một phần chỗ tốt loại tiện nghi này cũng không thể lại để cho ngoại nhân chiếm được, ly miêu nhất tộc các ngươi đều nhát gan, ngay cả toản thiên thử chúng ta cũng không bằng. Lão đại nhanh dùng mũi chó của ngươi ngửi thử, Khương Tư Nam kia đến cùng ở nơi nào? Các ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên ở bên tai ba người bọn họ vang lên. Là ai? Tam huynh đệ sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhất là lão nhị cùng lão tam, đi đứng có chút nhũng ra, chuẩn bị bỏ chạy. Lão đại chứng kiến hai người bọn họ, lập tức xanh mặt, một cái tác đánh ra, nói. Hai gia hỏa bất tranh khí các ngươi, người cũng không có nhìn thấy liền muốn chạy, quá ném mặt mặt bắt tam hùng chúng ta rồi. Lão đại, không được không được, đầu của ta lại choáng, người phát ra thanh âm khẳng định không phải chúng ta có thể ngăn cản, chạy mau a. À. Lão nhị trái xem phải xem, giống như chim sợ ná, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông. Vừa lúc đó, trong hư không linh quang lóe lên, xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng, thoạt nhìn vô cùng thanh tú, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười nhàn nhạt, đôi mắt so với tinh thần còn muốn sáng chói. Ngươi? Ngươi là ai? Lão đại cũng có chút dao động, chỉ vào thiếu niên kia lực lượng chưa đủ hỏi. Ta ai là? Các ngươi không phải muốn tìm ta ư, ngay cả ta là ai cũng không biết. Khương Tư Nam có chút bất đắc dĩ nói. Hắn vốn ở trong lòng núi chữa thương, coi như là có linh dược tuyệt phẩm tinh hoa khổng lồ hắn trải qua hai ngày mới hoàn toàn khôi phục thương thế đang chuẩn bị xuất quan liền nghe được ba con hàng này nói thầm muốn tìm mình đi lĩnh thưởng ba tráng hán thoạt nhìn cực kỳ keo kiệt đều mặc áo da thú lão đại khôi ngô một thân cơ bắp từng cục tướng mạo rất chất phác lão nhị anh tuấn phi phàm có một cổ khí chất âm nhu mà lão tam thì xấu xí làn da ngâm đen thoạt nhìn tặc mi thử nhãn khí tức trên thân ba người bất ngờ đã đạt đến anh thiên cảnh cực hạn chỉ nửa bước liền bước vào thông thiên cảnh nhưng mà chẳng biết tại sao ba người luôn cho khương tư nam một loại cảm giác rất khôi hài ngươi 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 là khương tư nam lão đại con mắt trừng tròn xoe cái mũi ra sức hít hà rồi mới lên tiếng đúng vậy ngươi là khương tư nam ồ ngươi muốn làm gì lão đại lui ra sau làm ra một tư thế phòng bị trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác Càng khôi hài chính là lão nhị cùng lão tam Vậy mà lập tức ôm lại với nhau Toàn thân như nhũng ra Trong miệng còn gào lên Ngươi không được qua đây Huyết ma ngươi không muốn hấp máu của chúng ta Lão đại của chúng ta huyết nhiều lại phong phú Ngươi đi hấp huyết lão đại A Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt Ba tráng hán kia Trên người yêu quan lập lòe Thoạt nhìn hẳn là ba đại yêu Nhưng mà yêu tộc hung hãn chi khí Từ trên người bọn họ không có nhìn thấy nửa phần hơn nữa cả đám nhát như chuột, phản phất như Khương Tư Nam muốn cưỡng gian bọn họ vậy. Ba người các ngươi không phải muốn bắt ta đi lĩnh thưởng sao? Hẳn là ta sợ hãi mới đúng chứ? Các ngươi sợ cái gì? Khương Tư Nam tức giận nói, vậy mà gặp được ba cái hiếm thấy. Chúng ta cũng không có muốn bắt ngươi trở về lĩnh thưởng A. Huyết ma đại nhân, chúng ta chỉ là muốn báo tin tức của ngươi, có thể đạt được rất nhiều bảo vật. Chúng ta đào quán mấy trăm năm cũng không chiếm được nhiều bảo vật như vậy, Lão nhân gian ngài tiếp tục Chúng ta ly khai ngay Lão đại buồn bực thanh âm nói Bỗng nhiên trên mặt sinh sinh bài trừ đi ra vẻ nịnh hót chi sắc Lôi kéo lão nhị cùng lão tam liền muốn chạy trốn Đứng lại cho ta Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng Có một số việc còn không có hỏi rõ ràng Tự nhiên không thể để cho ba gia hỏa này chạy Nhưng mà ba gia hỏa kia chạy trốn thật nhanh Sau một khắc đã bay ra mấy ngàn trường Chạy ngược lại rất nhanh Trở lại cho ta Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc vọt lên, ngang trời mà đến, lập tức đã đến trên không bọn hắn. Không tốt rồi, không tốt rồi, huyết ma đuổi theo tới, lão Tam nhanh đạo đất. Lão đại hét to một tiếng, toàn thân nam tử xấu xí lóe lên, một mảnh hào quang huyền hoàng sắc bao vây ba người bọn hắn lại, lập tức chui vào đại địa. Oanh. Thân hình Khương Tư Nam cũng xoay chuyển, trực tiếp đuổi theo, hắn dung hợp ngũ hành bản nguyên chi lực coi như là ở trong đại địa cũng như dẫm trên đất bằng. Phía trước lão nhị sắp sợ choáng ván, toàn thân run rẩy, nhìn lão đại kêu. Lão đại nhanh dùng tuyệt chiêu, huyết ma lại đuổi theo rồi. Tuyệt chiêu? Đúng, tuyệt chiêu. Xem khiếu thiên đại khí công của ta. Lão đại thì thào tự nói, lập tức hồi phục thần trí, sau đó con mắt sáng ngời, toàn thân như bong bóng bành trướng lên, một cổ yêu khí màu đen chậm rãi tản ra, hắn trực tiếp nhắm Khương Tư Nam, mân mê bờ mông. Đúng vậy, là mân mê bờ mông. Oanh! Khương Tư Nam mới cảm giác được có chút không đúng, một tiếng nổ mạnh vang trời truyền tới, phản phất như đại địa cũng đang rung rẩy. một cổ khí lưu vô cùng hôi thối lao tới, lập tức bao vây Khương Tư Nam lại. Lão đại vậy mà trực tiếp thả ra một cái, rắm. Khương Tư Nam cơ hồ bị hung ngất, lục phủ ngũ tạng phiên cổn, lòng trắng mắt trở mình, hơn nữa toàn thân hắn nhiễm lên một tầng khí lưu màu đen, cả người lập tức không khỏe. ba gia họa phí trước nghe kỹ cho ta, chờ ta bắt được các ngươi, nhất định đánh mẹ của các ngươi cũng không nhận ra. khương tư nam tức điên người, vốn hắn còn muốn đùa một chút, nhưng mà lão đại thả cái rắm, hắn cảm giác nhân sinh của mình đều là hắc ám. đây tuyệt đối là một bóng mờ, để cho hắn phát điên. tuy cái rắm của lão đại không có tác dụng gì khác, chỉ là vô cùng hôi thối, mùi khó có thể hình dung, để cho người dù cho đi chết cũng không muốn đi cảm thụ lần thứ hai. Tốc độ của Khương Tư Nam lập tức liền chậm lại. Ha 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 ha. Huyết ma đại nhân, lão đại của chúng ta cái rắm đệ nhất thiên hạ, đã từng có một vương giả cũng bị khiếu thiên đại khí công dết lùi, lão nhân gia ngài đừng đuổi theo, mặt bắt tam hùng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Lão nhị cũng ha ha phá lên cười, chứng kiến thân ảnh Khương Tư Nam càng ngày càng xa, cơ hồ bị địa khí mai một, sợ hãi trong lòng của hắn cũng biến mất, cả gan hét lớn. Đúng vậy, mạc bắt tam hùng chúng ta vô địch thiên hạ, chính là một huyết ma được coi là cái gì? Còn không phải bị khiếu thiên đại khí công của ta miễu sát, ha ha ha. Lão đại cũng hung hăng càng quấy nở nụ cười. Không tốt, lão tam chạy mau. Lão nhị bỗng nhiên lông mày nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt, đối với lão tam đang cố gắng đào đất trống lớn một tiếng, thanh âm mang theo sợ hãi run rẩy. Ông. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, sau một khắc một đạo ám quang màu vàng bay tới, lập tức hóa thành một vòng tròn ám kim sắc bọc tại ba huynh đệ bọn hắn, ba người lập tức không cách nào nhúc nhích. oanh! lão tam một đầu đập lấy tảng đá phía trước, âm âm nổ mạnh, đại địa rung rẩy. các ngươi tiếp tục chạy a, à, chạy cho ta! sau lưng thanh âm khương tư năm nghiến răng nghiến lợi truyền đến, ba huynh đệ lập tức trùng mình, sợ choán váng. kim cương trạc từ khi hấp thu mảnh vỡ của huyết phù đồ tuy vẫn bị hao tổn rất nặng, nhưng mà Khương Tư Nam đã có thể thúc giục một tia thần uy của Kim Cương Trạc rồi. Hôm nay tác dụng duy nhất của Kim Cương Trạc là trói buộc cùng giam cầm, bất luận là thân thể hay thần hồn, đều có thể bị nó trói buộc, hơn nữa không cách nào giải dụa. Tuy Khương Tư Nam không biết Kim Cương Trạc giam cầm cực hạn ở đâu, nhưng mà có thể làm cho Long Hoàng không thể làm gì, chỉ sợ ít nhất cũng là uy lực của linh khí tuyệt phẩm. Vừa rồi trong lòng của hắn khẽ động, thúc giục kim cương trạc, quả nhiên một đạo ám quan màu vàng hiện lên, tam huynh đệ liền bị kim cương trạc trói buộc, hơn nữa trực tiếp đụng trên mặt đá. Tam huynh đệ chứng kiến Khương Tư Nam tới gần, toàn thân yêu lực lập lòe, nhưng mà kim cương trạc vô cùng chắc chắn, căn bản tránh không thoát được, cả đám trên mặt khóc tan. Huyết ma đại nhân, huynh đệ chúng ta biết rõ lão nhân gia ngài lợi hại, ngài tạm tha chúng ta a, à, chúng ta cam đoan lập tức biến mất ở trước mặt ngài, hơn nữa chắc chắn sẽ không tiết lộ hành tung của ngài ngài xin thương xót xem chúng ta như một cái rắm thả đi a à? lão đại vừa nhìn thấy khương tư nam toàn thân lập tức run rẩy trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt ăn nói khép nép khương tư nam lập tức đầy đầu hắc tuyến gào thét một tiếng người con mẹ nó còn dám thả rắm vừa rồi khiếu thiên đại khí công của lão đại chính là cái rắm hôi thối kia để cho hắn đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần vô luận hắn dùng pháp lực cọ rửa như thế nào, nhưng mà hương vị kia như dòi trong xương, để cho cả người hắn cơ hồ muốn ngất đi. Đây quả thực so với Giết hắn đi còn để cho hắn khó chịu, tuyệt đối đã thành bóng mờ trong lòng Khương Tư Nam. Tam huynh đệ cũng nghe được mùi trên người Khương Tư Nam, cả đám lập tức che mũi, ngừng lại hô hấp, cái loại hương vị hôi thối này coi như là bọn hắn cũng nhẫn nhịn không được. Huyết Ma đại nhân, thực không liên quan chuyện của chúng ta a. À chúng ta là nhận được tin tức ba đại tông môn treo giải thưởng, lúc này mới đến dò xét hành tung của lão nhân gia ngài, ngài tạm tha chúng ta a. À? lão đại cũng biết đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, liếm láp mặt cầu xin tha thứ, một chút cốt khí của cường giả cũng không có. đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn mạng sống, trước hết loại trừ mùi trên người ta, đây là thần thông chó má gì? vì sao pháp lực của ta cũng không thể loại trừ? khương tư nam mặt đen lên nói hắn quả thực là một phút cũng không muốn bị tra tấn như vậy. Loại hương vị này có một chấn động kỳ dị, hơn nữa cuốn lấy thần hồn của hắn, phản phất như thần hồn của hắn cũng bị loại mùi thối này lây nhiễm. Nghe được Khương Tư Nam nói, ba huynh đệ sắc mặt cứng đờ, nhất là lão đại, có chút ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào. Cái này, cái này, huyết ma đại nhân, tiểu nhân là cửu đầu hạo thiên khuyển nhất tộc, khiếu thiên đại khí công là huyết mạch thần thông của tiểu nhân, Bất quá tiểu nhân chỉ lĩnh ngộ một ít da lông Chỉ biết phóng trắm Không hiểu làm sao khu trừ hương vị kia a à? Lão đại vẽ mặt cầu xin nói Mặt hương tư năm càng thêm đen Hắn hận không thể giết ba cái hiếm thấy này Bất quá huyết ma đại nhân không cần lo lắng Loại mùi này chỉ tồn tại ba ngày Ba ngày sau sẽ tự động biến mất Ngoại trừ hơi có chút thối Thì không có tổn thương cùng hậu hoạn gì Lão đại tiếp tục liếm láp mặt nói Ba ngày Khương Tư Nam gào thét, hắn quả thực là một phút cũng không thể chịu được, chớ đừng nói chi là ba ngày, hắn đang suy nghĩ làm sao sửa chữa ba gia hỏa này thoáng một phát, Long Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Cái hương vị chó má này thật đúng là đặc biệt. Long Hoàng vui vẻ, phản phất như chứng kiến Khương Tư Nam xấu mặt là sự tình để cho hắn cao hứng nhất, trong thanh âm tràn đầy vẻ trêu tức. Long Hoàng, ngươi đã tỉnh mau nói cho ta biết làm như thế nào loại trừ những hương vị này, ta quả thực muốn chết. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Ngươi thật là một ngu xuẩn, tuy khiếu thiên đại khí công chó má gì kia rất đặc biệt, chỉ sợ ngươi cũng không thể loại trừ. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần một ít thủ đoạn nhỏ trong già thiên bí thuật, có thể cách ly những mùi này, chờ ba ngày sau nó tự mình tiêu tán là được. Long Hoàng có chút chỉ tiết trèn sắt không thành thép nói. Già dạ thiên bí thuật là thần thông chí cao của long tộc, một trong chín đại bí thuật, tiểu tử ngươi cũng chỉ là học được một chút gia long mà thôi. Một chấn động huyền ảo truyền đến, Long Hoàng trực tiếp nói một ít yếu quyết của già dạ thiên bí thuật, phải biết rằng Long Hoàng ở trên già dạ thiên bí thuật không biết chìm đắm bao nhiêu năm, tùy tiện một câu đều trực chỉ hạch tâm, con mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng sáng. Nguyên lai là như vậy. Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong tay kết ấn, kim quang sáng chói, một đạo khí tức huyền ảo tràn ngập ra, ở trong tay hắn tạo thành một vòng tròn kim sắc, sau đó bị hắn vỗ ra, liền dung nhập đến trên người mình. Ông phản phất như là đồ vật nào đó bị tách ra, vòng tròn kim sắc sáng chói, khí lưu hôi thối bị bao vây lại, toàn thân khương tư năm bao phủ một tầng khí tức kim hắc đang vào, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Tuy hắn không cách nào hoàn toàn loại trừ cái mùi kia, nhưng mà đã lợi dụng già thiên bí thuật phong ấn nó lại đợi ba ngày sau đó sẽ tự động tiêu trừ rốt cục tiêu trừ khương tư nam hít một hơi thật sâu giờ khắc này cuối cùng không có hương vị hôi thối kia ánh mắt của hắn dần dần sáng lên nhìn thẳng ba huynh đệ bị kim cương trạt trói lại ngươi ngươi sao có thể phá khiếu thiên đại khí công của ta coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng không cách nào tiêu trừ loại mùi này ngươi ngươi là làm sao làm được lão đại một bộ gặp quỷ rồi run rẩy nói ít nói nhảm nếu không muốn chết liền đem tin tức bọn ngươi biết một năm một mười nói ra cho ta khương tư nam trừng mắt lúc trước hắn loáng thoáng nghe được tam đại tông môn đỉnh cấp treo giải thưởng với hắn trong nội tâm có chút ít suy đoán tam huynh đệ vừa nghe nói có thể sống lập tức mắt sáng rực lên một năm một mười đem lai lịch của mình còn có sự tình tam đại tông môn đỉnh cấp treo giải thưởng nói cho khương tư nam nguyên lai ba huynh đệ này đều là yêu tộc lão đại là thượng cổ thần thú cửu thiên hào thiên khuyển nhất tộc tự xưng thiên cẩu đạo nhân lão nhị là thượng cổ thần thú bát cực thiên miêu nhất tộc tự xưng thiên miêu đạo nhân mà lão tam là thượng cổ thần thú toản thiên thử nhất tộc tự xưng thiên thử đạo nhân tam huynh để dưới cơ duyên xảo hợp tụ lại với nhau đều là tán tu trong yêu tộc ngày bình thường cực kỳ nhát gan nhưng mà đều có một ít thần thông đặc thù bảo vệ tánh mạng bởi vậy tu luyện mấy trăm năm rốt cục đạt đến cảnh giới bây giờ lão đại thiên cẩu đạo nhân lỗ mũi đặc biệt linh, coi như là cách nghìn vạn dặm, hắn cũng có thể theo khí tức nào đó tìm ra mục tiêu, hơn nữa khiếu thiên đại khí công vô cùng hiếm thấy, loại mùi thối kia coi như là vương giả cũng nhẫn nhịn không được. Lão nhị thiên miêu đạo nhân nhát như chuột, so với lão tam còn không bằng, nhưng mà phản phất như có thể chứng kiến quỷ tích nào đó trong tối tâm, luôn có thể ở trước khi nguy hiểm tiến đến sớm biết rõ, dựa vào năng lực của hắn, tam huynh để tránh thoát nhiều lần tai họa ngập đầu mà lão tam thiên thử đạo nhân càng di truyền năng lực của toản thiên thử, đào núi đào đất, tốc độ chạy trốn có thể nói siêu nhất lưu, hơn nữa coi như là trận pháp hắn cũng có thể phá vỡ chui qua, nghe nói toản thiên thử tu luyện đến cực hạn, huyết mạch phản tổ, coi như là hư không vạn giới cũng có thể chui phá, dựa vào năng lực của hắn, tam huynh đệ cũng là nhiều lần trốn ra nguy cơ. Chỉ là hôm nay, bọn hắn thật không ngờ chính là, dĩ vãng đủ loại thần thông đều không dùng được rồi, trực tiếp rơi vào trong tay khương tư nam ngũ hành thánh tông nhật nguyệt thần giáo đan khí tông tam đại tông môn đỉnh cấp đều treo giải thưởng truy nã ta sao nghe thiên cẩu đạo nhân nói xong ánh mắt của khương tư nam càng lạnh như băng tam đại tông môn đỉnh cấp từng cái đều không kém gì đại la thiên tông hôm nay ở trong thần ma cổ chiến trường treo giải thưởng khương tư nam hắn lập tức liền sa vào hoàn cảnh xấu dùng sức hấp dẫn của những trân bảo kia chỉ cần hắn dám hiện thân chỉ sợ sẽ lập tức biến thành huyết ma mỗi người hô đánh ngũ hành thánh tông chiếm cứ đại nghĩa nói khương tư nam đã bị huyết ma nhập vào thân chỉ sợ coi như là người đại la thiên tông đến cũng không tạo nên tác dụng gì muốn phá cục chỉ có thể dựa vào mình thực coi ta là quả hồng mềm có thể tùy ý vuốt ve sao khương tư nam lạnh giọng nói trong ánh mắt thần mang sáng chói có một loại khí tức lạnh như băng tràn ngập huyết ma đại nhân nói rất đúng ba đại tông môn này quá không tán thưởng rồi, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn thoáng một phát, người xem, có phải nên thả ba huynh để chúng ta hay không? Chúng ta cam đoan lập tức biến mất ở trước mặt ngài. Thiên cẩu đạo nhân chỉ thiên thề, vẻ mặt nịnh nọt cùng cầu xin tha thứ. Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chầm chầm vào tam huynh để bị sợ lạnh run, nói. Thả các ngươi. Nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi khiếu thiên đại khí công kia Để cho trong nội tâm Khương Tư Nam bị kín một tầng bóng mờ Dù hắn không muốn giết ba cái hiếm thấy này Nhưng làm sao cũng phải cho bọn hắn chút đau khổ Bằng không thì trong lòng không thuận Hắc hắc, Tư Nam tiểu tử Tuy ba gia hỏa này nhát như chuột Nhưng mà huyết mạch bất phàm Thời kỳ thượng cổ cửu đầu hạo thiên khuyển Bác cực thiên miêu cùng toàn thiên thử đều là thần thú vô cùng cường đại, tung hoành hồng hoang vạn giới, làm loạn tiên giới gà bay chó nhảy, nhưng lại rất khó lưu lại hậu đại huyết mạch, vốn tưởng rằng tam đại thần thú này đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ba cái hiếm thấy. Long Hoàng liếc mắt nói, tuy huyết mạch ba gia hỏa này không tinh khiết, nhưng mà ngươi còn có cửu âm thánh thủy, đến lúc đó chiết xuất huyết mạch cho bọn hắn, rất có thể trực tiếp cô động nguyên thần, đột phá đến thông thiên cảnh, nếu ngươi thu phục được bọn hắn, không phải lập tức nhiều hơn ba cao thủ sao? Ngạch! Mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng mà lấy ra dọa người vẫn có thể a à. khương tư nam sững sờ nhìn ba cái hiếm thấy kia như thế nào cũng không nghĩ ra tổ tiên của bọn hắn là thần thú lợi hại như vậy a à. bất quá long hoàng nói để cho hắn hơi có chút cân nhắc tuy ba gia hỏa kia không chịu nổi nhưng mà biết thần thông vẫn rất có chỗ hữu dụng a à. nếu bị người ba đại tông môn vây công trực tiếp thả thiên cẩu đạo nhân ra một cái rắm oanh phá thiên địa tuyệt đối có thế ngọc chết một đống cao thủ Khương Tư Nam có chút ít ác ý thầm nghĩ, thu phục ba người bọn hắn cũng không phải là không thể, bất quá còn phải phiền toái Long Hoàng lão nhân gia ngại bố trí xuống cấm chế cho bọn hắn. Khương Tư Nam mỉm cười, Long Hoàng cũng hừ hừ hai tiếng, xem như nhận lời. Mạc bắt Tam hùng đúng không, hiện tại có hai con đường ở trước mặt các ngươi, thứ nhất là ta trực tiếp giết các ngươi, xong hết mọi chuyện. Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia xem ở trong mắt Tam huynh đệ lập tức đều rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Huyết ma đại nhân, chúng ta tuyển cái thứ hai. Thứ hai nha, các ngươi cũng biết ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, chỉ cần các ngươi hàng phục ta, hơn nữa để cho ta ở trong thần hồn của các ngươi bố trí xuống cấm chế, ta tạm tha các ngươi, hơn nữa chỉ cần 10 năm, 10 năm sau ta liền cởi bỏ cấm chế tha các ngươi ly khai, như thế nào? Tam huynh đệ lập tức có chút chần chờ, trong thần hồn bị rơi xuống cấm chế, vậy sinh tử tất cả đều nắm giữ ở trong tay Khương Tư Nam, nhưng nếu không đồng ý khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Kim Cương Trạc uy lực quá lớn, bọn hắn căn bản không có chút sức phản kháng. Hơn nữa suy nghĩ một chút chỉ có 10 năm thời gian, có thể khôi phục tự do, cái này miễn cưỡng còn có thể đáp ứng. Khương Tư Nam mỉm cười, tiếp tục thả ra tin tức nặng cân. Hơn nữa ta hiểu được một loại bí pháp, có thể chiết xuất huyết mạch của các ngươi, coi như không đạt được cấp độ thần thú, cũng có thể để cho huyết mạch của các ngươi đạt được chiết xuất, thực lực tăng nhiều, đạt được càng nhiều truyền thừa thần thông nữa, chỉ cần hàng phục ta, ta có thể giúp các ngươi, thậm chí là trực tiếp luyện ra nguyên thần cũng không nhất định. Tam huynh đệ đột nhiên cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. nếu có thể chiết xuất huyết mạch, đừng nói 10 năm, coi như làm thủ hạ cho Khương Tư Nam 100 năm, 1.000 năm lại có gì. Đối với yêu tộc tuổi thọ động một cái là mấy vạn năm, căn bản tính toán không được cái gì hơn nữa hiện tại tình thế không ổn cũng không phải do bọn hắn lựa chọn tam huynh đệ nhìn nhau đều cắn răng nói chúng ta đồng ý khương tư nam khẽ mỉm cười nói các ngươi sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay hiện tại buông ra thần hồn của các ngươi a à. trong mi tâm khương tư nam ba đạo quang mang sáng chói lập lòe lập tức bay vào trong thức hải của tam huynh đệ long uy nhàn nhạt tràn ngập ra để cho ba người bọn hắn đều cảm giác được kinh hồn tán đảm cũng không lâu lắm ở trên thần hồn bố trí xuống một đạo cấm chế, chỉ cần trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thần hồn của bọn hắn sẽ lập tức chôn vùi. Ô, chủ nhân, ngươi vậy mà không có bị huyết ma nhập vào thân. Vậy vì sao người ngũ hành thánh tông nói ngươi bây giờ biến thành huyết ma? Sau khi bị bố trí xuống cấm chế, thiên cẩu đạo nhân lập tức cảm nhận được thần hồn của Khương Tư Nam, đường hoàng to lớn, kim quang sáng chói, tràn đầy khí tức chính đạo, ở đâu có mùi máu tanh của huyết ma, lập tức kinh ngạc kêu lên không nên gọi ta chủ nhân về sau bảo ta thiếu gia là được trên người của ta có chí bảo hộ thân huyết ma kia đã sớm đào tẩu rồi ngũ hành thánh tông làm như vậy bất quá là vì che giấu tai mắt người đời muốn bắt ta mà thôi khương tư nam nói sau đó tay khẽ vẫy kim cương trạc liền hóa thành một đạo quang mang màu vàng bám vào cổ tay của hắn tam huynh đệ lập tức cảm giác toàn thân chật nhẹ giờ phút này đều hấp tấp chạy tới không có một tia tôn nghiêm cường giả, thiên cẩu đi lên nịnh nọt cười nói. Thiếu gia, ba đại tông môn kia quá vô sĩ rồi, cũng dám tính toán thiếu gia, chúng ta nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. đến lúc đó khiếu thiên đại khí công của ta vừa ra, tuyệt đối miễu sát toàn bộ bọn chúng. Vừa nghe đến khiếu thiên đại khí công, Khương Tư Nam lập tức đen mặt, lượm ba người bọn hắn nói. Về sau tên của các ngươi đều sửa lại cho ta, thiếu gia ta trước kia đã hàng phục đại thốc tử, hùng nhị làm thủ hạ về sau thiên cẩu đạo nhân ngươi liền kêu cẩu tam thiên miêu đạo nhân gọi miêu tứ thiên thử đạo nhân gọi thử ngũ tam huynh đệ lập tức trợn tròn mắt vẻ mặt cầu xin danh tự cũng quá khó nghe đi nào có bá khí như danh tự nguyên lai nhưng nhìn đến ánh mắt chân thật đáng tin của khương tư nam bất mãn của bọn hắn chỉ có thể lại nuốt trở vào yên tâm nếu là thủ hạ của ta cẩu tam miêu tứ cùng thử ngũ về sau tìm địa phương ẩn nấp ta sẽ vì các ngươi chiết xuất huyết mạch, nhất định sẽ làm cho huyết mạch của các ngươi phản tổ, nói không chừng trực tiếp cô động nguyên thần, đi theo thiếu gia ta, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, lại ném ra ngoài một cái táo ngọt, con mắt tam huynh đệ lập tức phát sáng lên. Bất quá chiết xuất huyết mạch cho các ngươi không phải một sự tình đơn giản, cần tìm một địa phương không người quấy rầy, hơn nữa ở trong quá trình huyết mạch phản tổ, còn có thể sẽ xuất hiện các loại dị tượng, nếu đưa tới những cường giả khác, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái, cho nên tốt nhất có thể tìm một cổ trận pháp, ta lại bố trí liễm tức pháp trận, bảo đảm các ngươi bình yên vô sự đột phá. Khương Tư Nam chậm rãi nói, hắn cũng rất chờ mong ba gia hỏa này có thể luyện ra nguyên thần, đạt tới thông thiên cảnh, đến lúc đó coi như là nhiều hơn ba trợ lực. Thiếu gia nói đúng, ba đại tông môn đều không phải thứ gì, ở trong thần ma cổ chiến trường treo giải thưởng thiếu gia, nếu bị bọn hắn phát hiện khẳng định ra vấn đề lớn, nhưng mà cổ trận nha. Trong này cổ trận không trọn vẹn ngược lại là rất nhiều, cũng không biết có thể thỏa mãn yêu cầu hay không. Cậu Tam lập tức liền tận trung cương vị, đứng ở góc độ của Khương Tư Nam mắng ba đại tông. Bất quá muốn nói cổ trận ẩn nấp, ta còn thật sự biết một chỗ. Thử ngủ nghĩ nghĩ, mắt nhỏ lập tức sáng ngời, có chút kích động nói. Thiếu gia, đoạn thời gian trước, thời điểm chúng ta mới vừa gia nhập thần ma cổ chiến trường ta đào động không cẩn thận đào được một chỗ di tích đó là một động phủ chôn ở dưới mặt đất toàn thân màu đen xem ra như là động phủ của một vương giả khắp nơi đều là trận pháp vô cùng cường đại hơn nữa bảo tồn hoàn hảo chỉ là dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể phá mấy tầng trận pháp đằng sau lại bất lực rồi nếu chúng ta có thể vào chẳng những có thể đạt được đại cơ duyên còn có thể làm chỗ bế quan che giấu động phủ vương giả sao? Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức động tâm. Tốt, ba người các ngươi dẫn đường. Khương Tư Nam lợi dụng già thiên bí thuật, hơi cải biến dung mạo thoáng một phát, biến thành một thanh niên hơn 20 tuổi, khí chất cũng trở nên lạnh lùng, xuyên lấy một thân hắc y, khí chất lập tức đại biến, không còn có người nhận ra được. Coi như là tam huynh đệ nhìn cũng sững sờ, không nghĩ tới Khương Tư Nam còn có thần thông như vậy, lo lắng trong lòng tán đi hơn phân nữa. Khương Tư Nam cùng ba người bọn hắn hóa thành một đạo lưu quan bay đi. Địa phương thử ngủ nói, ở chỗ sâu trong thần ma cổ chiến trường, cơ hồ đã đến vị trí hạch tâm, chỗ đó nguy cơ trùng trùng, không gian phong bạo, vết nứt hư không, sinh linh cường đại tùy ý có thể thấy được, là một hiểm cảnh. Càng đi chỗ sâu trong thần ma cổ chiến trường càng nguy hiểm, nhưng mà càng có thể tìm được một ít đại cơ duyên cùng truyền thừa. Vạn năm trước trận đại chiến kia, địa phương hạch tâm cơ hồ đều là địa phương vương giả đại chiến có rất nhiều truyền thừa của vương giả vẫn lạc nhưng để cho khương tư năm kỳ quái chính là càng bay vào trong phát hiện bóng người trên đường càng nhiều đều lái kiếm quan cùng pháp bảo đặc biệt cả đám như đánh máu gà bay đi khương tư năm lỗ tai khẽ động đã nghe được những người kia nói chuyện mọi người đi mau a à, nghe nói ở chỗ sâu trong cổ chiến trường phát hiện một tiên điện thần bí bị vô số trận pháp bao vây nghe nói bên trong có linh khí vương phẩm cùng vương giả truyền thừa cái gì vương giả truyền thừa vật kia vừa ra liền là một mảnh gió tanh mưa máu nếu ai có thể được vương giả truyền thừa có thể khai tông lập phái lập ra tiên đạo truyền thừa a à? đúng vậy còn có linh khí vương phẩm không có một kiện linh khí vương phẩm nào không cường đại thần diệu khó lường chúng ta đuổi qua đi xem một chút nghe nói trong thập đại tông môn đỉnh cấp người ngũ hành thánh tông Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Đan Khí tông đều đã đến. Chúng ta nhìn xem có thể đi theo chiếm tiện nghi hay không, hắc hắc. Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động. Vương giả truyền thừa sao? Còn có ba đại tông môn cũng đi. Nhưng mà hắn chợt thấy sắc mặt Thử Ngủ có chút khó coi, nghi ngờ nói: "Thử Ngủ, có gì không đúng sao?" Thử Ngủ có chút đưa đám nói: "Thiếu gia, ta cảm giác có chút không ổn." bọn hắn nói tiên điện thần bí cùng địa phương chúng ta muốn đi có chút tương tự, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chỗ kia? Có lẽ không có khả năng à? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Khương Tư Nam cũng có chút ít kinh ngạc, khẽ cười nói. Không cần lo bọn hắn, chúng ta đi trước, chờ đến sẽ biết. Nhưng mà càng bay tới, người càng nhiều, cả đám khống chế kiếm quan nhanh như điện chớp, đều vô cùng hưng phấn cùng kích động, đến cuối cùng sắc mặt của Khương Tư Nam cũng có chút khó coi bởi vì hắn phát hiện, thượng ngũ dẫn đường cùng phương hướng những người này giống như đúc. mấy canh giờ sau, thượng ngũ mang theo khương tư nam đi tới một bình nguyên. ở chỗ này đại địa rạn nước, vô số vực sâu hình thành, trên đại địa tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm, có một loại màu đỏ sậm quỷ dị, cùng huyết nguyệt trên bầu trời hào quang đang vào, để cho người toàn thân lạnh buốt. ở trong huyết sắc bình nguyên, huyết quang vô tận tràn ngập, phù văn quỷ dị bay múa, sương mù liên tục hình thành một tòa lại một tòa đại trận khủng bố bao phủ một cung điện cực lớn ở chính giữa cung điện này đỉnh thiên lập địa tràn ngập khí tức bao la mờ mịt cùng thần bí có kim quan nhàn nhạt tràn ngập ra như một mảnh tiên quan hoa mỹ mà giờ khắc này trên bình nguyên đã tụ tập rất nhiều cường giả trong đó gây chú ý nhất đúng là người của ba tông môn đỉnh cấp riêng phần mình chiếm giữ một phương tràn ngập uy nghiêm nhàn nhạt tiên sư bà ngoại nhà nói chứ trước kia tòa cung điện này còn ở trong lòng đất sau vài ngày không thấy liền tự mình chạy đến mặt đất rồi còn làm ra động tĩnh lớn như vậy thử ngủ có chút tức giận bất bình hắn vốn tranh công mang theo thiếu gia tới đây là muốn vỗ mông ngựa lập tức tìm một chỗ cho ba người tu luyện nhưng mà không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại tình hình này khương tư nam mang ba người bọn hắn bất hiện sơn lộ thủy dung nhập vào trong đám người cũng không có khiến cho người khác chú ý nhưng mà chung quanh đột nhiên truyền đến thanh âm lại để cho sắc mặt của khương tư nam biến đổi chư vị trận pháp bên ngoài cung điện quá tà môn đã chết mấy nhóm đạo hữu rồi chúng ta phải tập hợp lực lượng tất cả mọi người trực tiếp phá hủy trận pháp a trong bầy người khương tư nam chứng kiến hỏa nguyên đứng ở nơi đó thân hình cao lớn mà anh tuấn trên mặt treo nụ cười ôn hòa khí chất nhẹ nhàng đối với mọi người cười nói đúng vậy tịch diệt thái tử cùng tiểu hòa thượng kia xông vào nếu chúng ta không nghĩ biện pháp đồ vật trong cung điện khẳng định đều bị bọn hắn lấy hết, một tiên điện lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có vương giả truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho tà ma ngoại đạo lấy đi. Trong ngũ hành thánh tông, sắc mặt kim đức chân nhân uy nghiêm, một bộ chính nghĩa lăng nhiên lớn tiếng nói. Đúng vậy, bảo vật trong tiên điện hẳn là tất cả mọi người, nhất định phải mau chóng phá trận, không thể để cho tà ma ngoại đạo vậy tịch diệt thái tử đạt được. Hôm nay tam đại tiên tông chúng ta muốn trảm yêu trừ ma. Một trưởng lão nhật nguyệt thần giáo cũng lạnh giọng cười nói. Chỉ là đệ tử đang khí tông nhìn bọn hắn lạnh như băng, ẩn ẩn có một loại địch ý cùng sát cơ tràn ngập ra. Bởi vì đệ tử nhật nguyệt thần giáo từng chặn giết qua bọn người đào nhã cùng Thủy Linh Nhi, người đang khí tông đối với đệ tử nhật nguyệt thần giáo tự nhiên không có sắc mặt gì tốt, hơn nữa hai tông tầm đó còn mơ hồ đối lập. Chỉ là hôm nay mở ra tiên điện quan trọng hơn, cho nên hai phe đều tạm thời khắc chế xuống mà hỏa nguyên thời điểm nhìn về phía một người trong nhật nguyệt thần giáo, ánh mắt lộ ra kiên kỵ thật sâu. Đó là một thiếu niên mặc tinh thần đạo bào, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng nõn, nhất là đôi mắt tà dị, phản phất như có một mảnh tinh hà lay động. Hơn nữa ở phía sau hắn, một cây tinh thần đại kỳ phần Phật phiêu động, vô số tinh thần sáng chói chói mắt, tràn ngập ra một cổ ngân sắc bảo huy, để cho hắn lộ ra càng thần bí hắn là nhật nguyệt thần giáo tinh thần tử. Giờ phút này tinh thần tử bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm phiêu miểu mà trong trẻo, cũng không phải rất lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Chư vị, vừa rồi ta đã suy điển qua, một phút đồng hồ sau là thời điểm những thường cổ trận pháp này vận hành yếu nhất, đến lúc đó chỉ có 99 đại trận hiển hóa, hơn nữa tất cả đều rơi xuống dưới linh trận vương phẩm, chúng ta có thể phân thành ba bộ phận, từ ba phương hướng tiến công phá trận, nhất định có thế một trận chiến mà công thành. Trong con ngươi tinh thần tử treo dáng tươi cười nhàn nhạt, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức âm nhu, tinh thần kỳ ở sau lưng đông đưa, cơ hồ có một loại ảo giác vũ hóa phi tiên. Một phương ngũ hành thánh tông có ngũ đức chân nhân, chu thanh, hạ u còn có 10 đệ tử khương tư nam không biết, tất cả đều là khí tức vô cùng cường đại, kém cỏi nhất cũng đạt đến anh thiên cảnh. Giờ phút này Kim Đức chân nhân gật đầu nói, Tinh thần tử nói không sai, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này chấp hành, một phút đồng hồ sau nhất định phải phá vỡ những trận pháp kia, tiến vào trong tiên điện. Hỏa nguyên hừ lạnh một tiếng, không có phản đối, coi như đáp ứng. Kế tiếp dùng lực hiệu triệu của ba đại tông môn, những tán tu cùng cao thủ môn phái nhỏ tự nhiên cũng không có ý kiến, phân biệt đi theo ba đại tông môn, chuẩn bị tùy thời công tiến tiên điện. Khương Tư Nam liếc nhìn ba đại tông môn, mang theo tam huynh đệ lặng lẽ rời đi đám người, sau đó ở một địa phương vắng vẻ trực tiếp tiến xuống đất không biết vì sao bình nguyên còn có cung điện màu đen này luôn cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh nhưng mà thời điểm hắn nghe được tịch diệt thái tử đã ở trong cung điện liền quyết định nhất định phải tiến nhập trong cung điện trước ở trong thế giới dưới lòng đất nếu không có tịch diệt thái tử mình chỉ sợ sớm đã tán thân trong bụng yêu ma rồi hơn nửa trận chiến ấy hai người cùng chiến đại năng thông thiên cảnh càng là tỉnh táo tương tích rất có một loại hận tương kiến muộn. Hơn nữa chính giữa còn có Dịch Thiên Cơ cùng đại sư huynh thần bí kia quan hệ, Khương Tư Nam không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải ra tay. Nhiều cường giả vây công như vậy, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng sẽ lập tức bị oanh dết thành cặn bã, chờ bọn hắn phá trận tiến vào, tịch diệt thái tử nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Thiếu gia, trận pháp dưới mặt đất giống như trên mặt đất, vô cùng cường đại, tràn đầy nguy cơ vì sao chúng ta không theo phía sau bọn họ đi vào? Cậu Tam có chút nghi ngờ hỏi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hết cách rồi, bởi vì có chút nguyên nhân ta phải đi vào trước, nhất định phải đuổi ở trước mặt bọn họ, thử ngủ, năng lực của ngươi có thể xuyên thấu mấy tầng trận pháp, liền chui thấu mấy tầng, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Mặc dù Tam Huynh đệ có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, thử ngủ thi triển pháp lực, một mảnh hào quang huyền hoàng sắc bao phủ tất cả mọi người, theo sâu trong lòng đất tìm hành về phía tiên điện. Oanh. Phía trước là một đạo kết giới sáng chói, ngưng kết huyền hoàng địa khí vô tận, vô cùng trầm trọng, quán thông trên trời dưới đất, chắn ở trước mặt mọi người. Đây là một hậu thổ thiên nguyên đại trận, lợi dụng địa khí vô tận xây dựng đại trận phòng ngự, có thể lợi dụng địa khí tập kích sinh linh tiến vào trong trận, xem như một loại linh trận thổ thuộc tính vô cùng cường đại nhưng mà thử ngủ phản phất như không có chứng kiến, toàn thân hắn bao phủ một tầng chấn động thần bí, mặt ngoài làn da có kim quan nhàn nhạt hình thành, những kim quan kia như vô số phù văn thật nhỏ tích lũy, cùng kết giới của hậu thổ thiên nguyên đại trận tiếp xúc, lập tức liền như sáp nhập vào trong không khí, không hề trở ngại phá trận mà vào. Toản thiên thử sao? Quả nhiên kỳ diệu. Khương Tư Nam thì thào tự nói, vừa rồi hắn dò xét hậu thổ thiên nguyên đại trận thoáng một phát, phát hiện đúng là những cổ trận pháp dùng phù văn kia xây dựng, chỉ là trong đó chất chứa phù văn chân ý đã ảm đạm rồi, đã đến tình trạng hủy diệt, đối với Khương Tư Nam cũng không có trọng dụng gì, bởi vậy hắn cũng không có đi thu. Cứ như vậy, thử ngũ liên tiếp xuyên thấu chính đại cổ trận, mới dừng bước ở trước tòa cổ trận thứ 10. Thiếu gia, loại cổ trận này xem như cổ trận pháp nguyên vẹn, có hạch tâm trận pháp cường đại, ta căn bản không cách nào xuyên phá. Thử ngũ nói, Quả nhiên dù trên người hắn có phù văn kỳ dị, nhưng thời điểm va chạm vào trận pháp, lập tức bị bắn ra. Phù văn chân ý nguyên vẹn sao? Khương Tư Nam mắt sáng rực lên, trong lòng của hắn coi như đã minh bạch. Nguyên lai chính cổ trận phía trước đều là trận pháp không trọn vẹn, phù văn trong đó đã đến biên giới nghiền nát, bởi vậy uy lực trận pháp giảm mạnh, mà cổ trận thứ 10 hiện lên một cổ thanh sắc, bên trong cương phong lạnh thấu xương, ở trong mắt Khương Tư Nam, cái gọi là hạch tâm trận pháp là một viên phù văn thanh quan sáng chói. Hắc hắc, đây là cơ duyên của ta đã đến. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng có chút kích động, một viên phù văn nguyên vẹn như vậy, đúng là hắn một mực đang tìm kiếm cùng sưu tầm. Hơn nữa đã nhận được 36 viên phù văn, hắn phát hiện những phù văn kia chậm rãi dung nhập đến trong thần hồn của hắn, phản phất như tạo thành một tiểu chu thiên đại trận, từ trong hư không vô tận hấp thu một ít khí tức kỳ dị để cho thần hồn của hắn trở nên trong suốt không rảnh, phản phất như càng thêm thân hòa thiên địa. Ông Khương Tư Nam một tay giáng lên cổ trận, đạo đạo hào quang lưu động, 36 viên phù văn trong thần hồn phát ra hào quang sáng chói nhu hòa, ngay sau đó toàn thân Khương Tư Nam pháp lực như biển mãnh liệt bành trướng, một viên phù văn lập tức dung nhập đến trong thần hồn của hắn, bắt đầu đại phóng hào quang. Khương Tư Nam cùng Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng thử ngủ dễ dàng liền đi qua cổ trận. Tam huynh để cơ hồ xem choáng váng, loại thủ đoạn này của Khương Tư Nam quả thực là văn sở vị văn, loại cổ trận pháp cường đại này coi như là trận pháp đại sư đến, cũng phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới có thể bài trừ, nhưng mà Khương Tư Nam chỉ duỗi ra một tay, cổ trận phía trước liền tự mình chậm rãi biến mất. Khương Tư Nam bất chấp bọn hắn thần sắc kinh ngạc, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, trong ánh mắt lộ ra hào quang hưng phấn. Bên ngoài cung điện bao phủ trận pháp tuy rườm rà, hơn nữa lẫn nhau tầm đó liên quan, khiên một phát mà động toàn thân, nhưng mà tất cả đều là thượng cổ trận pháp, dùng phụ văn chân ý xây dựng thành, ở trong mắt người không hiểu, là một sát trận mênh mông trọng điệp. Nhưng mà ở trong mắt Khương Tư Nam, lại là viên viên phụ văn lượng lờ lấy hào quang vô tận, chất chứa thiên địa huyền bí. Người thượng cổ, ở trong hồng hoang bao la mờ mịt ngộ đạo, tìm hiểu thiên địa diệu lý, dùng phụ văn khắc họa, đúc thành đạo bản thân cơ. Những phù văn này có thể nói là mảnh vỡ đại đạo, là vật dẫn của thượng cổ chi nhân cùng đạo pháp ẩn chứa đủ loại lực lượng huyền diệu không lường được mà hôm nay trải qua vô số tiền bối đại năng cố gắng khai sáng một bộ hệ thống từ hậu thiên cảnh đến tôn thiên cảnh đỉnh phong tiến tới trải qua thiên kiếp vũ hóa phi thăng linh trận chi đạo cũng như thế từ linh trận nhất phẩm đến linh trận cửu phẩm về sau còn có linh trận tuyệt phẩm linh trận vương phẩm đã có một hệ thống tu luyện nguyên vẹn tự nhiên so với thời điểm thượng cổ hồng hoang muốn dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mà đã mất đi rất nhiều chân ý. Giống như Khương Tư Nam phá vỡ vạn kiếp cương phong đại trận, gần kề chỉ là một viên phù văn làm hạch tâm, lại có thể hình thành một đại trận vô cùng cường đại, mà bây giờ muốn bố trí một tòa linh trận tuyệt phẩm, chẳng những cần rất nhiều trận kỳ trận bàn, còn cần trận đạo tông sư cường đại khắc họa, vô cùng rườm ra. Thượng cổ phù văn trận đạo, có thể nói là đã vượt qua hệ thống linh trận hôm nay, ngược lại đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu càng sâu lĩnh ngộ phù văn càng nhiều có thể bố trí ra trận pháp cường đại hai loại hệ thống này khó nói loại nào càng lợi hại hơn dù sao đều có chỗ thiếu hụt không cách nào che giấu nhưng mà những phù văn này đối với khương tư nam mà nói lại là một loại chí bảo đã vượt qua linh đan linh khí chẳng những có thể đề cao tu vi trận đạo cũng có thể để cho hắn tìm hiểu thiên địa đại đạo đúc thành đạo cơ vô thượng dù sao hắn quá trẻ tuổi cùng những lão quái vật mấy trăm tuổi kia so sánh, coi như hắn cơ duyên thâm hậu, nhưng mà nội tình vẫn kém rất nhiều, như tiếp tục bảo trì cao đột phá nhanh chóng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mà những phù văn chất chứa đại đạo này, đúng là bảo vật hắn đền bù chỗ thiếu hụt bản thân. Chính như hắn một mực tin tưởng vững chắc, bản thân cường đại mới là căn bản, ngoại vật có thể mượn, nhưng lại không thể trầm mê. Coi như là hồng mông tạo hóa tháp, hắn cũng không có thường xuyên vận dụng, một mực ở trong chiến đấu ma luyện bản thân. Tòa cổ điện này, tản ra một loại khí tức mênh mông, loại chấn động hắc ám, tàn thương kia phản phất như có thế thôn vệ quang minh vô tận, đại biểu cho một loại ám cực hạn, cùng vô lượng quan đối ứng, như một lỗ đen, để cho người xem xét cũng cảm giác được tim đập nhanh. Khương Tư Nam càng tới gần phía trước, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn bản năng phát giác được, cái gọi là tiên điện có vấn đề càng giống như một ma điện, nhưng mà tịch diệt thái tử đoan mộc hàng còn ở bên trong, hắn nhất định phải mau chóng đi vào. Ông! Phía trước có một viên phù văn hồng sắc, lưu động lấy bảo huy nhàn nhạt, chui vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn của Khương Tư Nam đã có 54 viên phù văn, bọn hắn cùng nhau đi tới, dùng tốc độ cực nhanh phá mấy chục cổ trận, mảnh cổ trận trọng điệp này bị Khương Tư Nam hóa giải thành viên viên phù văn, liền trở nên đơn giản hơn nữa theo thần hồn của hắn phụ văn càng ngày càng nhiều tốc độ phá trận của hắn cũng càng lúc càng nhanh những cổ trận ẩn chứa phụ văn không hoàn chỉnh kia khương tư nam cũng không có phá vỡ chỉ là để cho thử ngũ mang theo mọi người vượt qua bất kể như thế nào phải lưu cho những người đằng sau kia chút trở ngại mình không thể làm tiên phong mở đường cho bọn hắn thiếu gia ta đã cảm thấy phá vỡ cổ trận cuối cùng này chúng ta có thể đến trong cung điện rồi thử ngũ có chút hưng phấn nói Bây giờ ba người nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy vẻ sùng bái, phiến cổ trận pháp lúc ấy để cho bọn hắn thiếu chút nữa xong đời, ở trong tay Khương Tư Nam quả thực như trò đùa, trực tiếp liền phá vỡ. Phía trước một tòa cổ trận, tản ra kim quang nhu hòa, phản phất như có phản xướng chi âm nhàn nhạt truyền ra, từ đó hiển hóa ra một người đầu trọc, bụng lớn, mặt sa bào kim sắc, thoạt nhìn vẻ mặt từ bi, tản ra khí tức thánh khiết, để cho người xem xét liền không nhìn được sinh ra tâm quỳ lạy thần thông mê hoặc thật quỷ dị ánh mắt của khương tư năm bỗng nhiên rung lên lập tức lộ ra một tia thanh minh trước mắt ở đâu còn có nhân ảnh nào chỉ là một tòa kim sắc cổ trận mà thôi ồ tại đây sao có thể có phật trận do đám lừa trọc kia lưu lại thật đúng là quỷ dị long hoàng bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói lừa trọc phật trận đó là cái đồ chơi gì khương tư năm nghi ngờ hỏi chân cương giới thậm chí là một phương đại thế giới này có lẽ không có tây phương giáo tồn tại mới đúng vạn năm trước ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì long hoàng thì thào nói chậm rãi giải thích tòa cổ trận này chất chứa lực lượng phật tính là trận pháp của tây phương giáo tây phương giáo không ở chỗ này mà ở trong vạn phật đại thế giới người ở bên trong đều là một đám lừa trọc chán ghét cả đám dối trá đến cực hạn giả mặt tâm hắc chỉ là vạn phật đại thế giới cùng giới này cách nhau khá xa ở đây xuất hiện Phật trận, tòa cổ điện này đến cùng là dạng tồn tại gì? Nói xong lời cuối cùng, coi như là Long Hoàng một mực có chút lười biếng, đối với cung điện thần bí kia cũng lên hứng thú. Tây Phương Giáo sao? Khương Tư Nam có chút kỳ quái, còn là lần đầu tiên nghe nói Tây Phương Giáo này, bất quá việc cấp bách là trước phá vỡ tòa cổ trận này. Ông! Khương Tư Nam duỗi ra một bàn tay, phía trên tràn ngập ra mấy chục đạo hào quang sáng chói, trận pháp trước mắt chậm rãi tán đi, một viên phù văn kim sắc, phản phất như tràn ngập quang minh vô tận, tản ra chấn động thần thánh. Khương Tư Nam cũng có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới cổ trận cuối cùng này dĩ nhiên là động tác võ thuật đẹp, dễ dàng như thế liền phá vỡ rồi. Sau khi viên phù văn kia dung nhập đến thần hồn của hắn, hắn lập tức cảm giác thần hồn giống như trở nên có chút không giống lúc trước, ấm áp, có một loại lực lượng không hiểu thoải mái, hơn nữa lập tức liền chiếm cứ đến vị trí trung tâm của 55 viên phù văn, cực kỳ kỳ dị. Khương Tư Nam cảm giác thoáng một phát, cũng không có gì không đúng, liền không để ý tới, nhìn về phía cung điện thần bí trước mắt. Vị trí bọn hắn xuất hiện là cửa chính cung điện, cung điện thoạt nhìn vô cùng nguy nga, cao trên trăm trượng, như một thần thú thượng cổ hồng hoang ẩn núp, loại khí tức hùng vĩ kia đập vào mặt, lại để cho ba người ở sau lưng Khương Tư Nam nhìn không được sợ hãi thang. Phía trước là 18 long trụ phân hai bên, phía trên chiếm cứ một loại sinh linh kỳ dị, sau lưng mọc hai cánh, đầu mọc một sừng, toàn thân long lân, trong ánh mắt tràn đầy khí tức dết chóc, thoạt nhìn trông rất sống động, phản phất như muốn sống lại. Thật quỷ dị! Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, nhưng vẫn cất bước đi về phía trước. Cung điện thoạt nhìn pha tạp cũ kỹ, tràn đầy khí tức tuế nguyệt, 99 bậc thềm đá tất cả đều đen kịp, có một loại lực lượng quỷ dị lưu động. Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ đều kinh hồn tán đảm, bốn phía trong xem thế nào, theo thật sát đằng sau Khương Tư Nam, sợ bên cạnh xuất hiện quái vật gì. Yên tĩnh. Không có một chút thanh âm, đi hết 99 bậc thang, đại môn cung điện đã sớm mở rộng, bên trong một mảnh đen kịt, không có một tia ánh sáng, phản phất như có thế thôn phệ thần hồn, để cho người càng tim đập nhanh. Khi Khương Tư Nam một cước bước vào trong cửa điện, thiên địa lập tức biến ảo, trước mắt một mảnh thần quan trắng xóa sáng chói, hắn đi tới trong đại điện vô cùng rộng lớn. Oanh! một cổ thần quan mênh mông, như thiên hà cuồn cuộn, nương theo đao cương vô tận nhằm thẳng về phía Khương Tư Nam. Lập tức một cảm giác uy hiếp trí mạng sông lên đầu, Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, đại la trận điển hóa thành chiến y bao phủ toàn thân, hắn lôi kéo tam huynh đệ ở sau lưng chạy trốn ra ngoài. Âm âm. Thần quan bộc phát, không khí đột nhiên nổ tung, cương phong đập vào mặt, hào quang sáng chói đến mức tận cùng kia để cho người mở mắt không ra, tuy Khương Tư Nam lẫn rất nhanh, nhưng hắn vẫn bị một tia đao mang quét trúng, chiến y trên người tản mát ra phù văn sáng chói, sau đó trực tiếp nổ tung, lục phủ ngũ tạng chấn động, khí huyết sôi trào. Thẳng đến Khương Tư Nam trốn ra rất xa, nguy cơ trí mạng chậm rãi tán đi, sắc mặt hắn mới ngưng trọng dò xét nơi phát ra công kích. Phanh! Phanh! Thanh âm như thiên lôi truyền đến, phản phất như trực tiếp gõ lên trái tim, tràn ngập ra một khí tức áp bách cường đại. Từ trong hào quang sáng chói đi tới một thân ảnh cực lớn, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân như hắc thiết đúc thành, dĩ nhiên là một tượng đá màu đen. Cái kia tượng đá thoạt nhìn chừng một trượng sáu thước cao, cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen, lưu động phù văn thần bí cùng sát khí ngập trời, cả người đứng ở nơi đó, cho người một loại cảm giác áp bách thật lớn. Nhưng mà hắn giống như không có chứng kiến bốn người Khương Tư Nam, trường đao hoành nắm, về phía sau lưng như thiểm điện quét ra, đao mang vô tận tràn ngập, bổ ra một mảnh đao cương. Oanh! Một ma luân màu đen sông lên trời, tràn ngập ra một cổ khí tức tuyệt diệt, sáu luân bàn xoay tròn, như sáu tiểu thế giới, tản ra hào quang tĩnh mịch, phù văn mênh mông mà khủng bố, lập tức đâm vào trên chiến đao. Thần quang bộc phát ra, ma luân màu đen cùng tượng đá đều đồng thời lui về phía sau, một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng đi ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu. A-di-đà-phật, thể cốt của thí chủ cũng quá yếu đi, đối phó một cái to con như vậy còn phải dùng tịch diệt ma luôn, xem một ngư vô địch của ta, đánh cho ta. Một thanh âm hài đồng thanh thúy truyền ra, hơn nửa nương theo thanh âm gõ một ngư có tiết tấu, tản mát ra một cổ chấn động kỳ dị, ở trong hư không xuất hiện một hài đồng khoảng 7-8 tuổi. Cái kia dĩ nhiên là một tiểu hòa thượng đầu trọc, thoạt nhìn lông mày xanh đôi mắt đẹp, tròn ụt ụt cực kỳ đáng yêu, trong ánh mắt giảo hoặc lóe ra tuệ quang, mặc trên người áo cà sa kim sắc, giờ phút này trong tay mang theo một mộc ngư so với hắn còn lớn hơn một chút, đột nhiên nện về phía tượng đá. Âm âm. Tượng đá kia phản phất như không biết mệt mỏi, con mắt quang mang lạnh như băng, tràn ngập sát cơ, nhất là thời điểm nhìn về phía tiểu hòa thượng còn có một ngư trong tay hắn, toàn thân bộc phát ra sát khí vô cùng cùng bạo. Long công. Chiến đao chém rụng, chấn động khủng bố bộc phát, như một mảnh tinh hà biến ảo, thiên địa vạn vật đều ở dưới một đao này hóa thành bột mịn, muốn chém giết một ngư tính cả tiểu hòa thượng. Nhưng mà, một ngư tản mát ra kim quang nhu hòa, phản phất như xuyên qua hư không, ngay tiếp theo cùng tiểu hòa thượng chung một chỗ, chỉ lóe lên hào quang liền tránh khỏi một đao cương mảnh tuyệt luân, sau đó một ngư hung hăng đập vào trên đầu tượng đá. Âm âm. Thiên địa chấn động, cả cung điện phản phất như rung rẩy lên, tượng đá bị một cổ cự lực hoành đẩy, trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, đập vào trên vách tường đại điện xa xa. Nha nha nha, tên to con này đầu quá cứng, ta không được. Tiểu hòa thượng quái kêu một tiếng, kéo lấy một ngư cực lớn bị hung hăng bắn ra, ngã trên mặt đất. Đây hết thảy đều là lập tức xảy ra, Khương Tư Nam vốn còn nghi hoặc vì sao tượng đá sẽ công kích mình, giờ phút này thoáng cái hiểu, nguyên lai mục tiêu chính thức của tượng đá là đoan mộc hàng cùng tiểu hòa thượng kia. Giờ phút này đoan mộc hàng cùng tiểu hòa thượng cũng nhìn thấy đám người Khương Tư Nam, con mắt lập tức sáng ngời. Khương Tư Nam, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thanh âm của đoan mộc hàng vẫn rất lạnh khóc, nhưng lại có một tia hưng phấn. Âm âm. Khương Tư Nam còn chưa kịp nói chuyện, một bên khác tượng đá liền đứng lên, như không có việc gì, cầm trong tay chiến đao màu đen, lại lần nữa lao về phía đoan mộc hàng cùng tiểu hòa thượng. A-di-đà à Phật, lại nữa hả? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hòa thượng tràn đầy sầu khổ, mắt to sáng lóng lánh, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, giờ phút này lại quái kêu một tiếng, cầm trong tay một ngư sông tới. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào thần ma cổ chiến trường, việc này nói rất dài, các ngươi là làm sao đến nơi đây? Còn có tượng đá này là cái gì? Khương Tư Nam vội vàng hỏi, hắn cảm giác được tượng đá kia, tuy thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng mà đao pháp như cầu vồng, mỗi một đao đều chất chứa đại thế không cùng, đao ra như thiên hà cuồn cuồn, không cách nào tránh né, vô cùng cường đại. Tượng đá này chiến lực đã sắp đạt tới cực hạn thông thiên cảnh, mặc dù chỉ là một khôi lỗi, nhưng vẫn bức bách đoan một hàng cùng tiểu hòa thượng cực kỳ chật vật. Ta là bị đám người ngũ hành thánh tông kia đuổi giết mới tiến vào đây, cung điện này cực kỳ kỳ dị, về phần tiểu hòa thượng kia lai lịch là gì ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi xem trong cung điện này vốn có 8 tượng đá, trên mỗi một pho tượng đều có một quan đoàn, tiểu hòa thượng lấy một người trên tượng đá, tượng đá liền tỉnh lại, dốc sức liều mạng công kích chúng ta. Nghe được Đoan Mộc Hàng giải thích, Khương Tư Nam mới phát hiện tòa cung điện này cực kỳ lớn, nhưng mà kỳ dị nhất đúng là tám tượng đá cực lớn phân hai bên, hình thái khác nhau, trong tay đao thương kiếm kích, cả đám trận mắt nhìn, ẩn chứa sát cơ vô tận. Tám tượng đá cực kỳ kỳ dị, trong đó bốn tôn là bộ dạng nhân tộc, có bốn tôn là bộ dạng yêu tộc, trên đỉnh đầu mỗi một tượng đá đều nổi lơ lửng một đoàn hào quang sáng chói. Trong những quan đoàn kia chìm nổi đồ vật, coi như là Khương Tư Nam xem xét, cũng lập tức có chút tâm động. Trong quan đoàn biến ảo, tiên quan lượng lờ, phun ra nuốt vào đạo đạo tinh khí, có phụ văn thần bí lóe lên, có tấm gương, trường tiên, thần kiếm, chiến đao, đan đỉnh, chiến kỳ cùng chiến giáp, dĩ nhiên là bảy kiện linh khí vương phẩm. Tăng thêm một ngư trong tay tiểu hòa thượng, liền là tám kiện. Phải biết rằng, coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp, linh khí vương phẩm cũng thưa thớt, mỗi một kiện đều cực kỳ trân quý, diệu dụng vô cùng nhưng mà trong này vậy mà thoáng cái xuất hiện tám kiện linh khí vương phẩm lúc nào linh khí vương phẩm không đáng giá như thế tám đoàn hào quang sáng chói là tám kiện linh khí vương phẩm phân ở bát phương ẩn ẩn tầm đó giống như tạo thành trận pháp kỳ dị nào đó mà tám tượng thần kia càng giống như thủ hộ lấy cái gì đó về phần chính giữa đại điện bị một đoàn hát sắc quang mang nồng đậm bao vây căn bản thấy không rõ lắm đồ vật trong đó nhưng mà cổ chấn động này ẩn ẩn truyền đến khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ta nói các vị thí chủ, các ngươi cũng quá không hiền hậu a, à. còn không qua đây hỗ trợ, để cho ta một tiểu hòa thượng ở chỗ này đối phó tên to con, các ngươi không biết xấu hổ sao? Phía trước, Đao Cương tràn ngập, Thiên Hà đảo ngược, mỗi một Đao Cơ hồ đều có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, tản mát ra thần mang khủng bố, nhưng mà tiểu hòa thượng kia như cá chạch trơn trượt tổng có thể ở trước mắt nguy hiểm né qua chiến đao trong tay tượng đá, hơn nữa vung mộc ngư dùng sức đập đến. Tiểu hòa thượng một bên chiến đấu, còn một bên quay đầu, đối với đoan mộc hàng cùng Khương Tư Nam trận trắng mắt nói. Âm âm. Tượng đá bị tiểu hòa thượng đập trở mình trên mặt đất, nhưng mà lại lập tức đứng lên, chiến đao màu đen trong tay vô cùng sắc bén, chém tới cổ tiểu hòa thượng, sợ tới mức tiểu hòa thượng lập tức nhảy dựng lên, cầm một ngư ngăn cản trước người. Ai bảo ngươi không có việc gì lộn xộn đồ vật trong cung điện, tám kiện linh khí tuyệt phẩm kia hình như là một loại trận pháp, bị ngươi lấy đi một ngư trên đầu của hắn, tượng đá không cùng ngươi dốc sức liều mạng mới lạ. Khương Tư Nam trận trắng mắt, tức giận nói, cùng đoan mộc hàng sông tới. Tiểu hòa thượng kia tuổi không lớn, khoảng 8-9 tuổi, nhưng mà tu vi cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn, hơn nữa toàn thân là bảo, áo cà sa kim sắc, một ngư trong tay, tràn hạt trên cổ, còn có ngọc bội bên hông, tất cả đều tản ra hào quang ống ánh. Khương Tư Nam cảm giác sợ hãi tháng phục không thôi, 8-9 tuổi có thể đạt tới cảnh giới như thế, tiểu hòa thượng này chỉ sợ mới là tuyệt thế yêu nghiệt, khẳng định lai lịch phi phạm. Tiểu Hàng, bên ngoài người ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo còn có đan khí tông đang phá trận, chỉ sợ không bao lâu sẽ tiến vào cung điện, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn chưa đến ly khai nơi đây, cho nên trước giải quyết tượng đá này a. À. Khương Tư Nam nói với đoan mộc hàng, phong lôi kiếm trong tay ông ông tác hưởng, tản mát ra thanh âm rộng ngâm, một kiếm chém về phía tượng đá, tử khí tung hoành, kiếm quan cuồn cuộn. Long công. Nhưng mà phong lôi kiếm trảm lên người tượng đá, phát ra một hồi tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, mặt ngoài tượng đá có rất nhiều phù văn lóe lên rồi biến mất, phong lôi kiếm lập tức bị bắn ra, cả người Khương Tư Nam cảm thấy một cổ cực lực phản chấn, ở trên không trung lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Thân hình thật cứng rắn, chỉ sợ đã đạt đến tình trạng chuẩn linh khí vương phẩm. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi tháng phục không thôi, hắn phát hiện tượng đá này quả thực là một pháp bảo hình người, thân hình cứng rắn, bị khắc đầy phù văn, tính cả chiến đao trong tay, đều đạt đến uy năng chuẩn linh khí vương phẩm, trách không được khó chơi như thế. Thí chủ biết rõ sự lợi hại của nó đi à nha. Quả thực là một kim cương bất hoại, ngay cả linh khí vương phẩm cũng không thể phá vỡ thân thể của hắn. Trong mắt tiểu hòa thượng nhanh như chấp loạn chuyển, nhìn Khương Tư Nam, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ ra mặt nói. Nói như vậy, tượng đá này hẳn là một khôi lỗi. Khương Tư Nam thì thào tự nói, bỗng nhiên nghĩ tới kiếm khôi lỗi của mình, cùng tượng đá trước mắt là tương tự cỡ nào. Ô, thí chủ cũng biết khôi lỗi. Ta xem thí chủ thân có đại trí tuệ, đại nghị lực, cùng Phật môn ta hữu duyên, trên người càng có thêm Phật tính, không bằng nhập Phật môn như thế nào. Tiểu Hòa Thượng Nghiêm Trang nói, mắt to sáng lóng lánh, nhìn Khương Tư Nam, một bộ không có hảo ý. Phanh Thân hình Tiểu Hòa Thượng cực kỳ quỷ dị, ở trong hư không lóe lên đến một bên khác, phản phất như thuấn di, tránh thoát một đao bá đạo của tượng đá, sau đó một ngư lại nện lên đầu tượng đá, nện tượng đá lão đảo, trực tiếp ngã xuống đất. Âm âm Đoan một hàng tế ra tịch diệt ma luân, tản mát ra lục đạo thần quan hủy diệt, từng sợi bao phủ ở trên người tượng đá, nhưng mà trên người tượng đá lộ ra hào quang vô cùng sáng chói, trường đao quét qua, cùng tịch diệt ma luân chạm vào nhau, lập tức quét phi ma luân, trên thân thể một chút thương ngấn cũng không có. Tiểu hòa thượng nhân tiểu quỷ đại, ngươi là đệ tử tông nào? Cái Phật môn chó má gì sao ta chưa nghe nói qua? Ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, cùng Phật môn ngươi vô duyên. Khương Tư Nam tức giận liếc mắt nhìn hắn, phong lôi kiếm trong tay hào quang đại tác, ở trong hư không trôi nổi mà lên, biến thành một đạo kiếm quang hơn 10 trường, tử khí vô tận tràn ngập, trong nháy mắt kiếm khí như biển, mênh mông mãnh liệt, kiếm quang vô tận trực tiếp bao phủ tượng đá lại. Bong bong long công. Đồng thời tịch diệt ma luân cùng một ngư đồng thời vợi đến, phóng ra thần uy vô tận, muốn tiến hành tuyệt sát đối với tượng đá. Nhưng mà thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, phản phất như đập nện ở trên tảng đá cứng trắng, khương tư nam phát hiện toàn thân tượng đá không có một vết thương tất cả đều trân nhẵn như kính tượng đá cầm chiến đao gầm thét ánh mắt lạnh thấu xương đối kháng kiếm khí chung quanh không có một tia sơ hở sao khương tư nam thì thào tự nói trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ đột nhiên con mắt sáng ngời nhìn thẳng một địa phương trên người tượng đá nguyên lai like ở chỗ này ta liền nói a à, nếu là khôi lỗi liền khẳng định có hạch tâm năng lượng Hương Tư Nam mỉm cười, hắn chứng kiến tượng đá không biết là cố ý hay vô ý, một tay nắm lấy chiến đao màu đen, tay còn lại trắng bên hông, chỗ đó ở dưới kiếm mang công kích đến, có một tia hào quang yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Kiếm khôi lỗi cũng có hạch tâm năng lượng, là địa phương bỏ vào linh thạch tuyệt phẩm, chỉ có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm mới có thể thúc giục kiếm khôi lỗi tiến hành công kích. Hắn nghĩ tượng đá này cũng như thế, chỉ cần tìm được hạch tâm năng lượng của tượng đá, đánh nát hắn, cũng có thể để cho tượng đá đánh mất chiến lực. Quả nhiên, ở trong một lớp công kích cuồng bạo, vẫn để cho hắn tìm được. Tiểu Hàng, Tiểu Hòa Thượng, hạch tâm năng lượng của tượng đá này ở bên hông của hắn, một hồi toàn lực công kích chỗ đó, nhất định có thể phá hư tượng đá này. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm truyền âm cho đoan Mộc Hàng cùng Tiểu Hòa Thượng, hắn cũng không biết tượng đá này có linh trí hay không, tuy tượng đá sẽ không nói chuyện, nhưng mà vì ổn thỏa. Hắn chỉ âm thầm dặn dò hai người bọn họ. Âm âm. Phản phất như trong hư không vang lên một tiếng sấm, sau đó tử sắc thần quang tung hoành tứ phương, rừng rực chói mắt, lôi quang mênh mông mà mãnh liệt, pháp lực toàn thân Khương Tư Nam đổ xuống, thần tiêu chân lôi đạo ở thời khắc này phát động, lôi đình cùng bạo đập nện ở trên người tượng đá, tuy không cách nào phá hư nó, nhưng thực sự để cho toàn thân nó rung mạnh, đứng không vững. Sau đó đoan mộc hàng cũng ánh mắt lập lòe, huyền minh chi khí vô tận bộc phát, trong đại điện lập tức xa vào một loại băng hàng cực độ, đón lấy tất cả huyền minh chi khí bao phủ tượng đá lại, lập tức kết băng, đã trở thành một băng điêu. Nhanh lên, ta kiên trì không được quá lâu. Đoan một hàng hô lớn một tiếng, lúc này liền chứng kiến sắc mặt hắn trắng bệt, tượng đá tản mát ra khí tức cùng bạo, hàng băng mặt ngoài xuất hiện vài khe hở. Hết chương 540. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha